Một ngày về sau, hắn đem thiên phượng đại đế phóng ra, để thiên phong đại đế mang theo hắn phi hành. Hắn vận chuyển một ngày huyền hoàng chi lực mỏi mệt tới cực điểm trực tiếp chìm vào giấc ngủ, để thiên phượng đại đế chính mình phi hành, dù sao có biến si hồng hội truyền âm cho thiên phượng đại đế. Khô khan phi hành mấy ngày, cái này mấy ngày vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì minh vương theo đuổi giết, trên đường rất ít tao ngộ minh tộc trinh sát. Giang giật đã sớm tỉnh lại, hắn biết được đã đến thiên vũ giới sau thần niệm yên lặng tiến vào hỏa long châu bên trong, truyền âm nói, si hồng đại nhân liền muốn đến thiên vũ giới, có nên đi vào hay không đổ sát một phen minh cổ phóng thích bảo mệnh thần thông đem si hồng nổ đả thương nguyên khí, bất quá tại giang giật làm chút hít một chút hỏa chi nguyên trở ra đã khôi phục lại, hắn trầm ngâm một phen truyền âm nói, đi vào giết có thể, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đổ mười mấy cái thành trì, không thể đem toàn bộ giới diện đều chu diệt, nếu không ép minh cổ lại có đại phiền toái. tốt, giang giật hưng phấn nhẹ gật đầu, hắn cùng thiên phượng đại đế hạ lệnh vào thiên vũ giới cái sau lần nữa khẽ giật mình, âm thầm lẩm bẩm vài tiếng tên điên về sau, mang theo giang giật đâm xuyên tiến vào thiên vũ giới. Thiên vũ giới phi thường lớn, giang giật tùy ý khóa chặt một thành trì, mang theo thiên phượng đại đế gào thét mà xuống. Phía dưới có rất nhiều hoàng tộc cùng minh tộc sớm đã bị thiên phượng đại đế khí thức kinh động đến, như lâm đại địch tại thành trì trên không, vô số minh khí cuồn cuộn mà lên dò xét tình huống. Giang giật, là giang giật, là hỏa ma giang giật. Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, phía dưới loạn cả một đoàn, thiên phượng đại đế lần nữa kinh ngạc, giang giật thanh danh lớn như vậy làm sao thiên vũ giới đều biết minh tộc vì sao như vậy e ngại hắn. Hưu, vô số hoàng tộc thế mà bắt đầu chạy trốn, phía ngoài minh tộc thì bị hoàng tộc hạ lệnh hướng giang giật bọn người công kích mà đến, giang giật lãnh mâu lướt nhìn, chìm sinh nói ra, phượng tự, ngươi rời đi ta xa một chút. Hưu, giang giật bay vụt mà xuống, rời đi thiên phượng đại đế mấy vạn trượng về sau. Trên người hỏa chi nguyên cuồn cuộn mà ra, tay hắn cầm hỏa long kiếm đối phía dưới đột nhiên đánh xuống mấy chục kiếm vô số hỏa chi nguyên bị mang theo hướng phía dưới gào thét mà đi xa một chút vì sao muốn xa một chút thiên phượng đại đế bản sừng sướng giữa không trung không nhúc nhích trong đầu nghi hoặc giang giật vì sao muốn hắn xa một chút tại hỏa chi nguyên sau khi xuất hiện cái kia xong trong mắt màu bạc kịch liệt co rụt lại tiếp lấy thân thể hướng trên không trung nhanh chóng bay đi hỏa ma khó trách minh tộc sợ hãi như thế chủ nhân chủ nhân thế mà có thể khống chế hỏa chi nguyên Thiên phượng đại đế nuốt mấy cái nước bọt có chút e ngại nhìn qua giang giật, nhìn qua phía dưới biến thành một mảnh biển lửa thành trì, nhìn qua vô số lăn lộn kêu thảm hóa thành hỏa nhân hoàng tộc minh tộc. Hắn âm thầm kinh nghi chẳng lẽ tại băng chi nguyên tử địa giang giật đem minh cổ cho làm nếu không minh tộc vì sao như vậy e ngại giang giật. Còn lại giao cho ngươi, giang giật bổ ra mấy chục kiếm về sau, cảm thấy hỏa chi nguyên quá lãng phí, không còn công kích. Trong thành trì mấy vạn minh tộc bị thiêu chết hơn phân nửa, bốn phía mấy trăm vạn minh tộc đồng dạng bị thiêu chết hơn phân nửa giang giật lười nhác lại đồ sát hạ lệnh để thiên phượng đại đế động thủ đúng rồi các loại trợ thiên phượng đại đế gào thét mà xuống giang giật đột nhiên nhớ tới hỗn nguyên châu bên trong y phiêu phiêu bọn người ở bên trong khẳng định nhịn gần chết a rời đi thiên vũ giới về sau đem lại là dài rằng giặc đi đường thời gian không nếu như để cho các nàng ra hít thở không khí hỗn nguyên châu giang giật đã sớm muốn trở về trong tay hắn hạt châu sáng lên vô số bóng người xuất hiện y phiêu phiêu kha lộng ảnh bọn người sau khi xuất hiện, đều bản năng giật mình, rất nhiều người còn đang bế quan đâu. a à, tiểu giật, nơi này là chỗ nào? Y phiêu phiêu nhìn mấy lần, kinh nghi mà hỏi, giang giật mỉm cười trả lời, mẫu thân, nơi này là thiên vũ giới, các người trước ra hít thở không khí, chế chúc ta mang các người xoay chuyển trời đất hồng giới. Thiên vũ giới, kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương liếc nhau, hai người đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Giang giật không phải đang bị truy sát sao làm sao phản sát vào minh tộc địa bàn, Trọng yếu nhất chính là, giang giật thần sắc rõ ràng cùng trước kia không giống, lần này tựa hồ phi thường nhẹ nhõm tới đổ sát cảm giác giống như là du ngoạn nghỉ phép. chương 1905, trùng điệp một bút. Tất cả mọi người đi hoạt động dưới gân cốt đi, đem trong thành trí minh tộc toàn bộ chém giết. Giang giật ánh mắt quét qua mọi người, tiểu ưng vương lập tức biến thân, như một thanh lợi kiếm bay vụt mà xuống. Cuồng hổ không cần hỏi bị giang giật nhìn thoáng qua, vội vàng đi theo bay xuống, Vân băng phượng nghe mấy người cũng đi theo trùng sát mà xuống. Chỉ có y phiêu phiêu cùng kha lộng ảnh không nhúc nhích, y phiêu phiêu suy nghĩ nhiều cùng giang giật ngốc một hồi, kha lộng ảnh thì muốn làm tinh tường một ít chuyện. Kha lộng ảnh cũng không có hỏi, chỉ là có thể ánh mắt nhìn về phía y phiêu phiêu, cái sau đã hiểu lôi kéo giang giật tay hỏi, tiểu giật, tình huống thế nào những cái kia minh vương không có đuổi giết chúng ta. Giang giật biết rõ kha lộng ảnh muốn hỏi cái gì, không bằng hắn thật không biết giải thích thế nào, bởi vì hắn không xác định minh cổ có thể hay không truy sát mà đến hắn chỉ có thể mỉm cười nói ra mẫu thân yên tâm ta tuyệt đối có thể đem đại gia mang về tin tưởng hải nhi hải nhi còn muốn mang ngươi về nhà đâu về nhà giang giật nói chuyện hai cái này tiểu hối hận y phiêu phiêu đôi mắt quả nhiên mê mang trong đầu của nàng hiện lên thiên tinh đại lục hiện lên giang y thành nhớ tới cái kia để nàng yêu hận dây dưa nam tử nàng trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài hỏi tiểu giật người có thể phi thăng chắc hẳn biết rất nhiều sự tình a à giang giật nhẹ gật đầu khóe miệng mang theo một tia khổ sở nói ân toàn bộ sự tình ta đều biết hô hô y phiêu phiêu thở ra một hơi thật dài hỏi hắn thế nào chết giang giật cắn răng nói y phiêu phiêu trên mặt không có cái gì thần sắc bất qua bắt lấy giang giật tay dùng sức mấy phần giang giật rõ ràng có thể cảm giác y phiêu phiêu hô hấp hơi có chút gấp rút nàng nhắm mắt lại trầm mặc một chút rất nhanh khôi phục bình tĩnh lạnh giọng hỏi chết như thế nào vì cứu ta mà chết giang giật nặng nề nói sau đó lại bổ sung một câu, hắn trước khi chết để cho ta chuyển cáo ngươi, năm đó hắn sai, muốn thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Mặc dù hắn không phải người cha tốt, bất quá ta đã tha thứ hắn. Ông, giang giật trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái phi thường nhỏ bạch ngọc pho tượng, pho tượng này điêu khắc đến phi thường tinh xảo, sinh động như thật, cùng y phiêu phiêu giống nhau như đúc, giang giật đưa cho y phiêu phiêu nói, đây là hắn lưu cho ngươi. Y phiêu phiêu thần sắc triệt để trở nên không bình tĩnh, nàng ánh mắt si ngốc nhìn qua pho tượng, tay run run nhận lấy, khóe mắt hai hàng thanh lệ lưu lại, không nói gì tiểu kinh ngạc nhìn qua pho tượng. Kha lộng ảnh điều tra qua giang giật tư liệu, mặc dù không phải rất rõ bạch y bồng bình cùng giang biệt ly sự tình. Nhưng y phiêu phiêu một cái mị ảnh tộc công chúa có thể gả cho cho một phàm nhân, có thể tưởng tượng đạt được y phiêu phiêu đối giang biệt ly tình cảm. Nàng nhìn mấy lần giang giật, mơ hồ có thể tưởng tượng được ra giang biệt ly là một cái thế nào tuyệt thế nam tử. Có thể bị một cái thượng giới thần tộc công chúa cảm mến, có thể sinh ra một cái như thế không tầm thường nhi tử, Giang Biệt Ly bản thân tựu rất không tầm thường. Mẫu thân, Giang giật có thể cảm thụ được y phiêu phiêu nội tâm giải thoát cùng bi thống, hắn nắm chắc y phiêu phiêu tay nói ra, hắn mặc dù chết rồi, nhưng ngài còn có hải nhi, hải nhi vĩnh viễn sẽ không rời đi ngài. Ân ân, y phiêu phiêu nước mắt rơi như mưa, ôm lấy Giang giật khóc không thành tiếng, con của ta trưởng thành, con của ta tiền đồ, tiểu giật, mẫu thân dùng ngươi làm vinh. Tốt, kha tiểu thư, ngươi nhìn ta mẫu thân cái này thành trì không sai biệt lắm, chúng ta đi tới một thành trì, chúng ta tại bầu trời giới đổ mười mấy cái thành trì tựu xoay chuyển trời đất hồng giới. Hàn huyên một hồi, phía dưới cũng đổ sát đến không sai biệt lắm, thời gian cấp bách giang giật đem y phiêu phiêu giao cho kha lộng ảnh hướng xuống mới bay đi, gia nhập đổ sát bên trong. Các loại trợ phụ cận minh tộc toàn bộ đồ sát hoàn tất, Giang giật đem tất cả mọi người thu vào, để thiên phong đại đế mang theo hướng xuống một thành trì phóng đi. Thiên vũ giới thành trì rất nhiều, cái này giới diện cùng thiên hồng giới không tranh lệch nhiều, giống như đem toàn bộ giới diện thành trì đồ sát hoàn tất, kia muốn thời gian hao phí phi thường lâu. Minh cổ đoán chừng đã sớm khôi phục lại, rất có thể hội dẫn đầu Minh Vương đến liều mạc, sở dĩ Giang giật quyết định chỉ đồ sát mười mấy cái thành trì. Sự thật chứng minh, Giang giật quyết định phi thường chính xác, Minh cổ Minh địch nhóm cường giả đều tại thiên tượng giới bên trong, Minh cổ còn tại khôi phục nguyên khí. Giang giật tại thiên tượng giới ngoại chu diệt rất nhiều minh tộc quân đội, một đường hướng thiên tượng giới phóng đi cái này khiến minh địch nhóm cường giả đều luống cuống, kém chút mang theo minh cổ truyền tống về minh giới. Đằng sau Giang Giật mất tích, minh địch nhóm cường giả càng là khẩn trương đến ghê gớm, sợ Giang Giật lúc nào tựu xuất hiện, vận dụng thiên địa thần hỏa cùng si hồng liên thủ đem bọn hắn từng cái chém giết, đem ngay tại khôi phục nguyên khí minh cổ đốt giết. Tại Giang Giật ra thiên vũ giới bắt đầu đồ sát, tin tức truyền trở về sau minh địch bọn người ngược lại như lâm đại xá, chỉ cần Giang Giật không giết tới thiên tượng giới, coi như đem thiên vũ giới toàn bộ minh tộc đổ sát cũng không đáng kể. Minh tộc chết rồi, minh nguyên có thể không ngừng chế tạo, hoàng tộc chết qua ta năm lại sẽ thêm lên, thiên vũ giới luân hãm, chờ minh đế xuất thế sau đoạt lại chính là. Chỉ cần giang giật không đánh tới thiên tượng giới, không giết đi minh giới, còn lại cũng không đáng kể. Thiên vũ giới lớn như vậy, thành trì nhiều như vậy, minh tộc cùng hoàng tộc càng là vô cùng vô tận, giang giật bọn hắn mới mấy chục người có thể chém giết bao nhiêu muốn đem toàn bộ thiên vũ giới đổ sát sạch sẽ vậy cần hao phí bao lâu thời gian đến lúc đó các loại chờ minh cổ khôi phục nguyên khí bọn hắn có thể nghĩ biện pháp nha gần với minh cổ phía dưới minh vương minh luân hắn dứt khoát hạ lệnh đem thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc toàn bộ truyền tống đi thiên tượng giới thiên linh giới bị kha lộng ảnh phụ thân mang theo ngàn vạn đại quân đổ sát đến không sai biệt lắm thiên linh giới khó giữ được thiên cương giới tự nhiên cũng không giữ được Thiên linh giới kỳ thật đã bị nhân tộc toàn bộ chiếm lĩnh, thiên linh giới là một cái nhỏ nhất giới diện, lần trước bị viêm đế đem cường giả đồ sát không còn, lần này ngàn vạn đại quân giết đi vào, rất nhanh liền đem còn sót lại hoàng tộc cùng minh tộc đồ sát chống không. Kha lộng ảnh phụ thân Kha được ngay tại xoắn suýt muốn hay không công kích thiên cương giới, lần này lân hậu để hắn xuất binh ý tứ rất rõ ràng, liền là giúp giang giật Kha lộng ảnh bên kia chậm lại thoáng cái áp lực, cũng không phải là vì đánh xuống minh giới giới diện bằng vào bọn hắn chút người này tay muốn đánh giới thiên cương giới cũng là người si nói mộng thiên linh giới đều chiếm lấy không được bao lâu a à. ngay tại hắn trần chờ bất định lúc trinh sát mang về một cái tin tức kinh người thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc đang không ngừng truyền tống rút lui giờ phút này giới diện bên trong hoàng tộc cùng minh tộc đã rút lui hơn phân nửa tình huống như thế nào kha được mộng thiên cương giới mặc dù cường giả không nhiều nhưng cũng không hề ít hoàng tộc cùng minh tộc càng là nhiều vô số kể Bọn hắn ngàn vạn đại quân đi vào coi như có thể đặt xuống một chút thành trì, cũng sẽ toàn quân bị diệt, thiên cương giới minh tộc thủ tướng không có lý do e ngại bọn họ. Kha được không dám loạn động, để cho người ta theo đã sớm kiến tạo tốt đưa tin bí trận đưa tin cho Lân Hậu, đem nơi này kỳ quái tình huống phản hồi về đi để Lân Hậu quyết định. Đồng thời hắn phái ra càng nhiều trinh sát, đi thiên cương giới dò xét tình báo. Mười mấy cái canh giờ về sau, Lân Hậu ý chỉ còn không có chuyển đến, thiên cương giới bên kia trinh sát lại đưa tin trở về, bọn hắn dò xét đến một cái chấn động đến kha được nửa ngày không trở về được tình báo. Hỏa ma giang giật ngay tại thiên vũ giới đổ sát, Minh Luân Minh Vương hạ lệnh để thiên cương giới con dân rút lui đi thiên tượng giới, như giang giật đánh tới thiên cương giới, hắn để toàn bộ con dân mỗi người tự chạy, không thể chống cự. Toàn bộ hồng mông thế giới gọi giang giật nhiều vô số kể, nhưng có thể tại bầu trời giới đổ sát giang giật chỉ có một cái, kha được trầm tư nửa canh giờ, quyết định không đợi lân hậu ý chỉ, hạ lệnh để toàn quân xuất động hướng thiên cương giới đánh tới hắn không rõ giang giật dựa vào cái gì có thể tại bầu trời giới đổ sát vì sao minh cổ minh luân minh địch nhóm cường giả không đi diệt sát hắn ngược lại để thiên cương giới minh tộc rút lui nhưng tốt như vậy chiến cơ hắn sẽ không bắt lấy cái kia chính là ngu ngốc rồi thiên linh giới đã đánh xuống như lại đánh hạ thiên cương giới phối hợp giang giật đánh xuống thiên vũ giới hắn kha được chú định có thể trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút chương 1906, bán quái sơn người. Thiên hồng giới rất náo nhiệt, Kha được chiếm cứ thiên linh giới tin tức đã truyền ra, đằng sau cũng đem giang giật tại bầu trời giới đổ sát tin tức truyền về, toàn bộ thiên hồng giới một mảnh xôn xao. Lân hậu sở dĩ không có lập tức hạ chỉ, là đang chờ thanh đế bọn người tới thương nghị đối sách. Đây không phải chuyện riêng, mà là toàn bộ nhân tộc sự tình, mặc dù nàng đối với thanh đế bọn người rất làm thêm pháp khó chịu, nhưng quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong, nàng vẫn là hội trưng cầu một chút thanh đế đám người ý kiến. Giờ phút này nhân tộc các đại thế lực cường giả tụ tập tại Lân Hậu Sơn, bởi vì là Lân Hậu địa bàn, Lân Hậu ngồi ở chủ vị, lần này bên cạnh không có mang theo kha lộng ảnh. Thanh đế ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, để rất nhiều người kinh nghi chính là thanh đế lần này thế mà không có mang theo đao nô, mà là đứng phía sau một người phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Thiếu nữ này rất nhiều người đều nhận biết, nàng đến đến Thủy Quyển, là gần nhất quật khởi một thiên tài, tên là Hạ Vũ, tại lần trước tiến công minh giới lúc chiến công chắc tuyệt, bị thanh đế bổ nhiệm làm đại tướng quân vương. Cái này thủy quyền chi chủ hạ công ngư tiểu nữ nhi, dáng dấp mặt mày ngọc mạo, mà lại dị thường yêu mị, mê rất thêm công tử tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá người này bề ngoài nhìn rất yêu mị, nhưng chưa bao giờ có nghe nói cùng người công tử kia quan hệ mập mờ, trong không nghe nói phi thường cương liệt, đao ra rất nhiều công tử đều không cho mặt mũi. Thanh đế có thể mang theo nàng ra nơi này, cái này khiến rất nhiều người cảm nhận được khác biệt vận vị, chẳng lẽ thanh đế chuẩn bị bồi dưỡng thiếu nữ này làm người nối nghiệp? Thanh đế nhìn thấy rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía hạ vũ, mỉm cười mở miệng nói, chư vị, mưa nhỏ, các ngươi hẳn là đều biết đi. Trước đó không lâu bản tỏa chính thức thu nàng làm đồ, về sau còn hy vọng chư vị chỉ giáo nhiều hơn. a à, ngụy Thiên Vương bọn người trong mắt chợt lóe sáng, ngồi tại ngụy Thiên Vương vân thiên ngoại phía dưới một thiên vương liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, chúc mừng thanh đế mừng đến ái đồ, hạ vũ tiểu thư kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Hạng khôi cũng đứng lên nói, chúc mừng thanh đế, hạ vũ tiểu thư cảm mộ chính là quang minh áo nghĩa, đạt được thanh đế điểm hóa về sau, tuyệt đối có thể trở thành đối kháng minh tộc một viên mãnh tướng. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng nhau nhau đứng lên nói chúc, hạ vũ các loại chờ tất cả mọi người sau khi nói xong, đi ra nhẹ nhàng thi lễ, nhàn nhạt cười một tiếng, để rất nhiều người đều cảm giác tâm thần rung động. Nàng khẽ hé môi son nói, đa tạ chư vị đại nhân sĩ ái khen ngợi, tiểu nữ tử có thể được đến sư phó yêu mến là tam sinh hữu hạnh. Tiểu nữ tử tuổi nhỏ thân thấp hèn lực yếu, chư vị đều là đức cao vọng trọng chiến lược tuyệt thế tiền bối, về sau còn xin chư vị đại nhân tiền bối nhiều hơn dạy bảo chỉ điểm. Hạ vũ thanh âm rất dễ nghe, nhu nhu, mang theo tê dại, nàng một đôi mắt phi thường linh động, tựa như bịt kín một tầng mưa bụi, dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên, có loại đồng nhan tức thị cảm, bộ dáng cũng khôn khéo, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu, một đám đại nhân vật lần nữa đối nàng khen không dứt miệng. Thanh đế cùng lân hậu đồng dạng không có hậu đại, hắn cả đời hỏi chỉ vì đột phá một bước cuối cùng mở ra cửa tiên giới, vĩnh sinh bất tử. Trước kia đao ra liền là thanh đế hậu đại, đột nhiên thu một cái nữ đồ đệ, cái này để người ta cảm giác rất bí ẩn diệu. Hạ vũ chỉ là một cái mới quật khởi thiên tài con em thôi, bất quá theo bắt đầu lại khác biệt. Thân phận địa vị của nàng tuyệt đối vượt qua kha lộng ảnh, rất có tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất tiểu thư, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chiến lực muốn vượt qua Kha Lộng Ảnh. Thanh đế vung tay lên để Hạ Vũ lui ra, ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, Kha được truyền về tin tức chư vị chắc hẳn đều biết, bản đế ở bên kia cũng an bài trinh sát, phản hồi về tới tin tức cùng Kha được không sai biệt lắm. Minh tộc bên kia xác thực xảy ra đại vấn đề, toàn bộ cường giả tụ tập tại thiên tượng giới, thiên cương giới minh tộc hoàn toàn chính xác tại rút lui, giang giật tại bầu trời giới đại khai sát giới việc này đã xác nhận, chư vị có ý kiến gì không? A, à, trước kia lân hậu truyền tin tức rất nhiều người bản còn không tin tưởng, giờ phút này Thanh đế xác định tin tức chân thực tính, đại điện bên trong các cường giả nhao nhao động dung, trong mắt cũng đều là kinh nghi, một mảnh xôn xao. Giang giật dựa vào cái gì tại bầu trời giới đại khai sát giới. Đây là tất cả mọi người trong đầu nghi hoặc, Minh cổ chiến lực nhưng so sánh Thanh đế, mặc dù bị mọi người chém giết một cái phong đế cấp minh vương, nhưng Minh tộc còn có 8 cái phong đế cấp minh vương, vì sao Minh cổ cùng những này minh vương không đuổi theo giết Giang giật? mặc cho hắn tại bầu trời giới đổ sát, còn đem thiên cương giới con dân rút lui. Giang giật chiến lược trong lòng mọi người cũng không tính mạnh, coi như hắn đạt tới đao nô thực lực lại như thế nào lui một vạn bước nói hắn coi như đạt đến viêm đế cuồng đế chiến lực, hắn lại dựa vào cái gì tại minh giới đại khai sát giới. Không có người nghĩ thông, thanh đế cũng nghĩ không thông, hắn thấy mọi người trầm mặc không nói, lần nữa mở miệng nói, chư vị, bày ở trước mặt chúng ta có hai con đường, một là lần nữa tiến công, triệt để chiếm lĩnh thiên linh giới thiên cương giới thiên vũ giới, coi đây là ván cầu từng bước thu phục còn lại giới diện, cuối cùng đánh vào minh giới hủy đi minh nguyên. Hai là yên lặng theo dõi kỳ biến, chư vị có ý nghĩ gì có thể nói một chút. Hủy đi minh nguyên, thanh đế để rất nhiều người thình thịch tâm động, giống như có thể hủy đi minh nguyên, minh giới căn nguyên tự bị hủy. Không có minh nguyên liền không thể sinh ra minh tộc, giống như chỉ là bằng vào hoàng tộc sinh sôi tốc độ tu luyện, vậy tuyệt đối không sánh bằng nhân tộc. Có phải hay không kế, Viêm đế trầm tư một lát mở miệng hỏi, giống như minh đế đã xuất thế, cố ý bỏ mặc giang giật đồ sát, cố ý ném ra mấy cái giới diện hấp dẫn chúng ta tiến công. Chúng ta một khi rời đi thiên hồng giới, không có cửu thiên tinh thần đại trận duy trì, kia rất dễ dàng bị minh đế tiêu diệt từng bộ phận toàn bộ chém giết a. Rất nhiều người chân mày cao lại, viêm đế lo lắng chính là mọi người chỗ lo lắng. Nhưng chiến cơ quá tốt rồi, giống như lần này có thể đặt xuống cái này ba cái đại giới mặt, triệt để chiếm lĩnh, Tại ba cái giới diện kiến tạo cửu thiên tinh thần đại trận, nhân tộc đem thu hoạch được vô tận tài nguyên, có thể nhanh chóng bồi dưỡng từng đám cường giả. Mà lại lần này giống như bọn hắn có cơ hội giết vào minh giới, hủy đi minh nguyên, đem có thể trọng thương minh tộc, là về sau phản công đánh xuống cơ sở. Dụ hoặc rất lớn, nguy hiểm cũng tương tự đại. Trong lúc nhất thời tự liền lân hậu đều không quyết định chắc chắn được, toàn bộ người trầm mặc không nói, thanh đế chờ dây lát mở miệng nói, không bằng dạng này, bản đế đưa tin cho bán quái sơn người, Mời hắn tính nửa quẻ như thế nào? Bán quái sơn người, hạng khôi bọn người mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Ngụy Thiên Vương chấn kinh ngạc hỏi, vị này lão bán tiên còn sống. Viêm Đế đứng phía sau một cái hào hoa phong nhã tuấn mỹ công tử, người này chính là cùng cuồng hổ nổi danh thiên giới thịnh nhất tên hai cái công tử một trong Viêm Kỳ. Hắn cùng cuồng ra một cái công tử liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, bởi vì hai người thế mà chưa bao giờ nghe nói qua cái danh hiệu này. Không chỉ là Viêm Kỳ bọn hắn tại phía dưới đại điện ngồi công dương tộc trưởng các loại chờ rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng đều có chút nghi hoặc bởi vì cái này danh hào bọn hắn căn bản không có nghe nói qua lân hậu đôi mắt đẹp sáng lên liền vội vàng gật đầu nói lão bán tiền tại thiên hồng giới sao mau mời hắn bốc trên nửa quẻ đi giống như lão nhân gia ông ta nói ra chiến chúng ta liền lập tức xuất chiến tốt thanh đế lấy ra một khối ngọc phù đưa tin viêm kỳ không chịu nổi nghi hoặc truyền âm cho viêm đế còn lại đại gia tộc tộc trưởng cũng nhao nhao truyền âm cho Ngụy Thiên Vương hạng khôi bọn người cầu vấn cái này bán quái sơn người tin tức. Viêm đế trầm mặc một lát, truyền âm cho Viêm Kỳ nói, lúc đầu những sự tình này các ngươi là không có tư cách biết đến, bất quá thanh đế đã nói ra, cũng không gạt ngươi. Thiên Hồng giới bên ngoài có ba cái phi thường ẩn nấp cường đại bí cảnh, cái này ba cái bí cảnh bên trong có ba cái chủng tộc, những này chủng tộc tộc trưởng đều là phong đế cấp, có được các loại quỷ dị thần thông. Bất quá cái này ba cái chủng tộc chưa từng ra, chỉ có tộc trưởng ngẫu nhiên hội vân du tứ phương, mà lại sẽ không để cho người bình thường biết rõ. Bán quái sơn người liền là nửa quẻ tộc tộc trưởng, có một loại phi thường cường đại thần thông, có thể bốc thiên cơ, tính kiếp trước, đoạn hậu thế, sách hung cát. Bốc thiên cơ, tính kiếp trước, đoạn hậu thế, sách hung cát. Viêm kỳ hổ khu chấn động, trên thế giới này còn có như thế nghịch thiên thần thông đây là người mà bán tiên chẳng lẽ đã là nửa cái tiên nhân rồi. Trường 1907, Đế Tinh, Ma Tinh, Bán quái sơn người thành danh rất sớm, đương nhiên cái này thành danh cũng không phải là thiên hạ nổi danh, chỉ là bốn vị đại đế biết rõ uy danh của hắn. Người này từng tại thiên hồng giới dạo chơi qua, còn bái phỏng qua bốn vị đại đế, mặc dù không có luận võ nhưng thanh đế cũng không dám khinh thường người này. Thanh đế cùng viêm đế nói qua cái này bán quái sơn người chiến lược cũng không yếu tại hắn, chỉ là không thích tranh đoạt danh lợi, không xuống núi thôi. Trên thực tế, nửa quẻ tộc cùng còn lại hai đại trùng tộc, tại cửu dương thiên đế thời kỳ tựu tồn tại. Thanh đế còn hoài nghi cái này ba cái chủng tộc là bị Cửu Dương Thiên Đế đẩy vào ba cái kia bí cảnh. Bởi vì Cửu Dương Thiên Đế ở thời điểm cái này ba cái chủng tộc bao quát tộc trưởng đều chưa bao giờ xuất thế qua, Cửu Dương Thiên Đế chết một lần, ba cái tộc trưởng đều xuất thế. Thanh đế đưa tin về sau, tựu trầm mặc không nói lẳng lặng chờ đợi. Tiềm phục tại Minh giới trinh sát rất nhiều tình báo dò xét không đến, Minh cổ bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra ai cũng không biết, đến cùng phải hay không mưu kế cũng không rõ ràng thanh đế chỉ có thể chờ đợi bán quái sơn người tin tức. Sau nửa canh giờ, thanh đế ngọc phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua có chút kinh ngạc, lần hậu bọn người nhao nhao nhìn lại, cuồng đế tính khí nóng nảy, lập tức khẩn trương hỏi, thanh đế, bán quái sơn người nói thế nào? Hắn nói quẻ tượng không phải rất rõ ràng, thanh đế giải thích nói, không bằng hắn có thể khẳng định minh đế không có xuất thế, coi như xuất thế, chiến lược cũng không có đạt tới phong đế cấp. Mặt khác hắn nói rằng giật người này có đại khí vận, bất quá là đế tinh vẫn là ma tinh khó dò a à, mọi người nhao nhao động dung nhất là lân hậu cuồng đế viêm đế các nàng gặp qua bán quái sơn người đối với người này vô cùng tin phục người này tuyệt đối sẽ không nói nói ngoa hắn đã khẳng định minh đế không có xuất thế coi như xuất thế chiến lược cũng không có đạt tới phong đế cấp vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm giang giật có đại khí vận điểm ấy kỳ thật không cần chất vấn cửu dương thiên đế chọn hắn làm truyền nhân bản thân liền là lớn nhất khí vận bất quá cái này đem tinh ma tinh mà nói lại làm cho lân hậu nghi ngờ cửu dương thiên đế truyền nhân làm sao có thể là ma tinh cửu dương thiên đế lựa chọn người có thể là tầm thường vậy tuyệt đối không phải là ma tinh nhân phẩm phương diện là không thể nào xảy ra vấn đề ha ha cuồng đế đứng lên nói bán quái sơn người nói rất đúng giang giật người này trong mắt của ta liền là ma tinh chư vị hẳn là nhìn qua tư liệu của hắn hắn tuổi trẻ thời điểm thiếu chút nữa giết cha đằng sau đi địa giới còn muốn cùng ông ngoại hắn động thủ hắn chu diệt bao nhiêu người diệt bao nhiêu gia tộc như thế phát rồ người, làm sao có thể là đế tinh. Ha ha, Ngụy Thiên Vương có chút khó chịu, khoát tay nói, giang giật sở tác sở vi kỳ thật chúng ta đều lòng dạ biết rõ, không cần thiết đi thảo luận cái này. Muốn thảo luận một chút phải trang xuất chiến, chiến cơ không chờ người A. À. Lão bán tiên đã khẳng định minh đế không có xuất thế, giờ phút này minh giới lại xuất hiện dị biến, cá nhân ta là đề nghị xuất chiến, không nói giết vào minh giới hủy đi minh nguyên, ít nhất đem ba cái kia giới diện triệt để công chiếm. Ngụy Thiên Vương đại biểu là cửu dương quân, thái độ của hắn liền là cửu dương quân thái độ. Cuồng đế cái thứ hai nói chuyện, ta cũng cảm thấy xuất chiến, như thế cơ hội trời cho chúng ta không thể lãng phí. Viêm đế có chút trần chờ không có tỏ thái độ, lần hậu rất lo lắng kha lộng ảnh, nếu không cũng sẽ không để kha được mang binh xuất chiến, nàng không trần chờ chút nào mở miệng nói, xuất chiến. Hạng khôi nghĩ nghĩ cũng cắn răng nói ra, xuất chiến đi, không thể ngồi mà chờ chết. Viêm đế bất đắc dĩ phụ họa nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, còn lại đại gia tộc tộc trưởng nhưng không có tỏ thái độ tư cách, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía thanh đế. Thanh đế thế mà không nói gì, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh hạ vũ hỏi, mưa nhỏ, ngươi cho là thế nào? Đại điện bên trong rất nhiều gia tộc tộc trưởng nội tâm chấn động, viêm kỳ các loại chờ công tử nhìn về phía hạ vũ ánh mắt nóng rực mấy phần. Đại sự như thế thanh đế thế mà hỏi thăm hạ vũ ý kiến có thể thấy được cái này tuyệt thế xinh đẹp tại thanh đế trong lòng phân lượng đương nhiên ngược lại là không có ai đi suy đoán hạ vũ cùng thanh đế ở giữa có cái gì quan hệ mập mờ thanh đế không háo nữ sắc đây là thiên hạ đều biết năm đó vô số mỹ nhân tuyệt thế đuổi ngược thanh đế nhưng không có một người có thể đi vào thanh đế trong lòng hạ vũ mặc dù có được tuyệt sắc chi tư nhưng khẳng định không thể phá thanh đế đạo tâm bị vô số đại lão nhìn chăm chú hạ vũ trên mặt cũng không có vẻ khẩn trương ngược lại trầm ngâm sau một lát mới mở miệng nói chiến tốt thanh đế quả quyết hạ lệnh Toàn bộ đi triệu tập đại quân lập tức xuất chiến, mặt khác triệu tập trận pháp sư, lần này cần triệt để chiếm cứ Thiên Linh giới Thiên Cương giới. Lần hậu, đưa tin cho Kha được đánh xuống Thiên Cương giới sau lập tức kiến tạo truyền tống thần trận, chỉ cần chúng ta đại quân có thể truyền tống đi qua, đại cục đã định. Đánh xuống Thiên Cương giới cùng Thiên Linh giới đơn giản, muốn giữ vững rất khó, chỉ có dựa vào đại trận. Nếu có thể ở kia hai cái giới diện có thể bố trí xuống Cửu Thiên Tinh Thần đại trận, như vậy giữ vững tựu không khó các vị đại đế mệnh lệnh thoáng cái, toàn bộ thiên giới đại quân tề động, bất quá thanh đế cũng không có điều động quá nhiều quân đội, chỉ là điều tập 3.000 vạn đại quân tinh nhuệ trước một bước đi thiên cương giới, chờ bên kia truyền tống thần trận kiến tạo tốt, lại không ngừng truyền tống đại quân đi qua. Đồng thời thanh đế còn mang theo lân hậu viêm đế cuồng đế ngụy thiên vương nhóm cường giả, trước một bước tiến đến thiên cương giới. Kha được kia ngàn vạn đại quân, trước kia mọi người cho là có đi không về, đã minh giới xảy ra chuyện, bọn hắn tự nhiên nghĩ bảo trụ. Kha được không có xảy ra chuyện, đồng thời tiến công phi thường thuận lợi, bọn hắn đã tại tiến công Thiên Cương giới. Thiên Cương giới hoàng tộc cùng minh tộc hơn phân nửa bị truyền tống đi, còn lại gần nửa tại Kha Che đại quân đi vào Thiên Cương giới, lập tức bốn phía chạy trốn, căn bản không dám chống cự. Kha được đánh trước hạ Thiên Cương thành, hủy đi truyền tống trận sau lập tức đưa tin cho Lân Hậu, hắn chuẩn bị tử thủ Thiên Cương giới, kiến tạo truyền tống thần trận, chờ đợi nhân tộc đại quân trợ giúp. Minh tộc hoàng tộc đào tẩu rất nhiều. Kha được điều động mấy trăm vạn đại quân bắt đầu càn quét, cùng là phái gia trinh sát đi liên hệ Kha lộng ảnh Giang Giật, để bọn hắn tốc độ đến thiên cương giới tụ hợp. Giang Giật đã đổ sát hoàn tất, hắn mang theo y phiêu phiêu các nàng dòng dã chu diệt 50 cái thành trì. Hắn không dám giết nhiều, đem toàn bộ người thu vào đi, còn đem trước kia bắt cái kia hoàng tộc nữ tử Y Vân đem thả, để chính nàng tại bầu trời giới ở lại, này mới khiến thiên phượng đại đế mang theo hắn hướng thiên cương giới thiên linh giới bay đi. Hết thảy phi thường thuận lợi, thiên vũ giới không có bất kỳ cái gì cường đại minh vương xuất hiện, coi như cấp thấp minh vương đô không có một cái nào truyền tống tới trợ giúp. Nếu không phải giang giật không dám tham công, đều kém chút đánh tới thiên vũ thành, đem toàn bộ giới diện cho khống chế. Thiên vũ giới rời đi thiên cương giới xa xôi, coi như thiên phượng đại đế phi hành đều muốn 10 ngày. Giang giật một đường lo lắng đề phòng, minh cổ giờ phút này hẳn là khôi phục nguyên khí A à minh cổ có thể truy tung đến hắn cụ thể phương vị. Giống như truy sát mà đến lời nói, bọn hắn vẫn là trốn không thoát vượt quá giang giật ngoài ý liệu một đường phi thường bình tĩnh bình tĩnh đến làm cho người đáng sợ phi hành bảy tám thiên hậu kha che trinh sát thành công tìm được giang giật đồng thời đem kha được đã chiếm lĩnh thiên cương giới bốn cái đại đế mang binh tới trợ giúp tin tức nói cho giang giật thanh đế cuồng đế viêm đế giang giật phất tay để trinh sát rời đi hắn đôi mắt lấp lóe không ngớt, kha được sẽ không hại hắn lân hậu cũng sẽ không hại hắn nhưng thanh đế cùng cuồng đế viêm đế lại không thể bảo đảm không đi thiên cương giới Đi thiên hồng giới, lại hồi trở lại địa giới. Giang giật rất nhanh làm xuống quyết định, thanh đế bọn hắn hướng bên này chạy đến, muốn khống chế mấy cái giới diện. Hắn vừa vặn lẻn về thiên hồng giới, lại đi địa giới đem tô như tuyết hy thiền bọn người mang đến thiên yêu giới. Như tuyết, tiểu thiện, nhược băng, tiểu nô, nghĩ tới những người này, Giang giật nội tâm tựu trở nên lửa nóng không thôi, nữ nhân hắn yêu mến nhất đã phân biệt quá lâu quá lâu. Trường 1908, vô hình lưới lớn. Lộng ảnh tiểu thư, làm ra quyết định sau giang giật lập tức đưa tin cho Kha lộng ảnh, dù sao phụ thân nàng nghe tại thiên cương giới, lần hậu lập tức cũng muốn tới. Hắn truyền âm đem tình huống nói một lần, đồng thời biểu thị hắn không muốn gặp thanh đế bọn người, chuẩn bị trở về tránh, hỏi thăm Kha lộng ảnh vân băng bọn người muốn hay không đi thiên cương giới. Kha lộng ảnh nghe được tin tức về sau, trên mặt vui mừng, bất quá nàng cũng không có cho giang giật trả lời chắc chắn, mà là trầm mặc xuống, chờ chỉ chốc lát mới truyền âm nói, giang giật, Ngươi hẳn là nghĩ xoay chuyển trời đất hồng giới, lại đi địa giới a à ta cùng ngươi trở về đi. Có ta ở đây thuận tiện một chút, ta tự không đi thiên cương giới. Ngươi đem cuồng hổ bọn hắn thả đi. Kha lộng ảnh phải bồi hắn trở về. Điểm này giang giật ngược lại là cũng không kỳ quái, bất quá nàng thế mà để hắn đem cuồng hổ bọn người thả. Giang giật nghĩ nghĩ rất nhanh bình thường trở lại. Kha lộng ảnh thuộc về loại kia bác ái nữ tử, thương xót thương sinh, chân chính có đại ái đại nghĩa nữ tử. Nàng cân nhắc không phải người xấu tốt ân oán mà là toàn bộ nhân tộc, nàng là chân chính hiểu được tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Giang giật nghĩ nghĩ ngược lại là không quan trọng, có lẽ là bị kha lộng ảnh loại này tinh thần cảm nhiễm, giết chóc quá nhiều hắn cũng chán ghét. Nhân tộc bồi dưỡng một cường giả không dễ dàng, qua thời gian dài như vậy nội tâm của hắn đã chẳng phải hận cuồng hổ đám người. Làm thiên đế truyền nhân, hắn gánh vác lấy cứu vất thủ hộ toàn bộ nhân tộc sứ mệnh, minh tộc thế lớn, minh đế xuất thế sắp đến, nhân tộc sẽ hủy diệt. Còn đi nội đấu không có gì hay, rằng co, giết tới giết lui cuối cùng chỉ có thể tiện nghi minh tộc. Ông, nơi này cách khai thiên cương giới không xa, chỉ có mấy ngày lộ trình, giang giật dứt khoát đem cuồng hổ cuồng chiến đao ra ba tỷ muội công dương tiểu thư không cần hỏi toàn bộ người phóng ra. Cuồng hổ bọn người sau khi ra ngoài lập tức khẩn trương không thôi, coi là lại muốn đổ sát minh tộc, nhìn thấy tại hư không bên ngoài, chỉ có giang giật cùng thiên phượng đại đế hai người về sau, mọi người trầm tĩnh lại, cũng không nói gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua giang giật. Giang giật mặt không thay đổi phất phất tay nói, nhắm hướng đông bên cạnh phi hành mấy ngày, liền đến thiên cương giới, thiên cương giới cùng thiên linh giới đều bị nhân tộc công chiếm, thanh đế bọn hắn chính hướng thiên cương giới chạy đến, chính các ngươi trở về đi, các ngươi Tự do, tự do, cuồng hổ không cần hỏi cuồng chiến bọn người thân thể chấn động, trên mặt đều là vẻ không dám tin, bọn hắn bị bắt sau nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nghĩ tới giang giật hội ngược sát bọn hắn, nghĩ tới giang giật sẽ dùng bọn hắn bước hiếp đao ra cuồng ra, đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư còn nghĩ qua giang giật có thể đem các nàng thuần hóa thành loại hình phát hiện các nàng suy nghĩ nhiều tiểu ưng vương cùng vân băng tiểu thư cũng có chút kinh ngạc thì phiêu phiêu ngược lại là không có bất kỳ cái gì cái nhìn trong lòng nàng giang giật làm cái gì đều là đúng con trai của nàng ưu tú như vậy như vậy trí tuệ bất kỳ cái gì quyết định cũng sẽ không phạm sai lầm làm sao giang giật nhìn các nàng không nhúc nhích sắc mặt lạnh lẽo nói các ngươi còn không đi chẳng lẽ còn nhỏ hơn ra đưa các ngươi đoạn đường hoặc là các ngươi chuẩn bị theo ta đánh tới minh giới, đi hủy đi minh nguyên. Đi, đao ra ba tỷ muội bị giang giật lãnh mâu nhìn lướt qua, toàn thân băng hàn, liếc nhau vội vàng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Công dương tiểu thư mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn giang giật một chút đi theo rời đi, cuồng chiến cùng viêm phù đã sớm hoảng sợ bay mất. Cuồng hổ không đi, ngược lại chắp tay thật sâu bái, nói, giang giật, ngươi là nhân vật, trước kia ân oán tự xóa bỏ đi, cuồng hổ phục. Không cần hỏi cũng thở dài, cùng giang công tử là địch, là lão hủ quyết định sai lầm nhất, đa tạ giang công tử ân không giết, lão hủ cáo từ. Không cần hỏi cùng cuồng hổ cũng bay mất, vân băng lại không đi, giang giật quét nàng một cái nói, vân tiểu thư, người muốn cùng ta đánh tới minh giới sao? Hi hi, vân băng cười tủm tỉm nói ra, đi minh giới liền đi minh giới, bản tướng quân cũng không sợ. Giang giật, theo coi như ta còn là người thượng quan đâu, bản tướng quân chính là muốn đi theo ngươi thế nào? Tốt ha, à, dù sao muốn về thiên hồng giới, Giang giật cũng không quan trọng, đi thiên hồng giới rồi nói sau. Hắn không có cùng mọi người giải thích, chỉ là đem mọi người lần nữa thu nhập đi vào, lúc này mới hướng vùng đông nam bay đi. Phía đông là thiên cương giới, thanh đế các loại chờ người lập tức muốn đến thiên cương giới, giang giật không thể cùng các nàng đối mặt, chỉ có thể động vùng đông nam đường vòng mà đi. Hắn để si hồng một đường dò xét, dạng này có thể tránh thoát nhân tộc trinh sát, si hồng thần thức quá cường đại, so thanh đế đều muốn cường đại mấy phần, bất kỳ cái gì trinh sát đều không thể tránh thoát hắn dò xét. Cuồng hổ bọn người một đường rất an toàn, đang phi hành nửa ngày sau cùng Kha được phái ra trinh sát đại quân hội hợp, trinh sát vội vàng đưa tin, Kha được không dám khinh thường phái ra 10 vạn đại quân đến đây nghênh đón. Tại 4 ngày sau đó cuồng hổ bọn người thành công đã tới thiên cương giới, thiên cương giới bên trong minh tộc hoàng tộc còn tại bị thanh tẩy, bất qua số lượng đã không nhiều lắm, triệt để chiếm cứ cái này giới diện chỉ là vấn đề thời gian, thanh đế bọn hắn một đám cường giả chính bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cuồng hổ mấy người cũng không đi ngay tại thiên cương thành nội chờ đợi thanh đế bọn hắn đến kha lộng ảnh chưa có trở về nghe cuồng hổ nói giang giật chuẩn bị đánh tới minh giới hủy đi minh nguyên kha được lo lắng không thôi nhưng hắn biết rõ cô gái này cương liệt nàng đã quyết định cùng giang giật cùng đi coi như buộc cũng buộc không trở lại hắn chỉ có thể phái trinh sát đi tìm kiếm giang giật đám người tung tích kết cục không cần nói cũng biết trinh sát bọn họ triệt để đã mất đi giang giật đám người tung tích. Sáu ngày sau đó, thanh đế bọn người đã tới thiên cương giới, trinh sát hồi báo minh giới không có bất kỳ cái gì phản công cử động, ngược lại. Thiên vũ giới lại có dị động, bên trong hoàng tộc cùng cường đại minh tộc bắt đầu rút lui, liên tục không ngừng hướng thiên tượng giới truyền tống mà đi. Thanh đế bọn người toàn bộ không nghĩ ra, khó khăn đạo minh giới thật có đại sự xảy ra sở dĩ minh giới bắt đầu có rút lại địa bàn, bảo tồn thực lực, chờ đợi minh đế xuất thế, liên tục phái trinh sát đi thiên vũ giới dò xét, tương thiên vũ giới phụ cận các đại bí cảnh dò xét một lần, xác định không có mai phục, chờ đợt thứ nhất nhân tộc 3.000 vạn đại quân sau khi đến, thanh đế quả quyết hạ lệnh để hạ vũ thông soái 2.000 vạn đại quân đi tiến công thiên vũ giới. Đồng thời tăng tốc kiến tạo truyền tống thần trận, chuẩn bị tay tại thiên cương giới thiên linh giới kiến tạo cửu thiên tinh thần đại trận. Mặc kệ minh giới đã xảy ra chuyện gì, bất kể có phải hay không là kế là cục đưa đến miệng một khối đại thịt mỡ, nhân tộc không có lý do gì không nuốt vào, dù sao trước hết để cho Hạ Vũ mang hai ngàn vạn đại quân đi dò xét thoáng cái, tình huống không đúng tối đa cũng tự tổn thất cái này hai ngàn vạn quân đội thôi. Hạ Vũ chỉ có phong vương cấp chiến lực, ngụy đế cấp đều không có đạt tới, mà lại niên kỷ phi thường nhẹ, uy vọng không đủ, thanh đế lại làm cho nàng thống soái đại quân cái này khiến rất nhiều cường giả có chút trong lòng khó chịu, bất quá trở ngại thanh đế mặt mũi không ai dám nói cái gì. Mà lại mọi người còn có một nỗi nghi hoặc, lần này trong đại quân chỉ có 10 cái ngụy đế cấp, thanh đế bọn người không nhúc nhích, Thanh đế tự không sợ học trò cưng của hắn cùng đao lãnh bọn hắn chiến tử sao? hạ vũ có thể chấn động đến lại đao lãnh bọn người thiên vũ giới minh vương thế nhưng là không ít a à, mà lại minh luân minh địch bọn hắn lúc nào cũng có thể truyền tống tới. Mặt khác giang giật đi đâu thiên cương giới phụ cận khắp nơi đều là trinh sát khắp thế giới tìm kiếm căn bản không phát hiện được giang giật đám người tung tích thật chẳng lẽ đánh tới minh giới muốn đi hủy đi minh nguyên hết thảy hết thảy đều là quỷ dị như vậy mê kỳ ngụy thiên vương bọn người nội tâm lo lắng tựa hồ cảm giác có một tấm vô hình lưới lớn ngay tại lạng yên che dưới, muốn đem tất cả nhân tộc một mẻ hốt gọn. chương 1909, không thích hợp. Sau 10 ngày, Hạ Vũ mang theo đại quân đánh vào thiên vũ giới, lần này thiên vũ giới minh tộc cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là điều tập sở hữu thiên vũ giới cường giả tụ tập đi thiên vũ thành tử thủ. Dòng giã hơn trăm triệu hoàng tộc minh tộc đại quân tụ tập tại thiên vũ thành bên ngoài, tại tin tức truyền về thiên cương giới, mọi người coi là hạ vũ muốn không công mà lui, thậm chí đại bại khi trở về hạ vũ thế mà không có rút quân ngược lại mang theo đại quân như bay nga dập lửa tiến vào thiên vũ giới vô số cường giả khẽ thở dài một cái cái này thủy long thiên tài thiếu nữ vẫn là non một chút quá nóng lòng cầu thành giống như không thể trước tiên hủy đi thiên vũ giới minh thần đại trận hạ vũ một trận chiến này tự triệt để bại minh giới tùy thời truyền tống một cái phong đế cấp minh vương tới chờ đợi kia hai ngàn vạn đại quân kết cục chính là toàn quân bị diệt để rất nhiều cường giả nghi ngờ là thanh đế thế mà không có hạ lệnh để hạ vũ rút quân, ngược lại bỏ mặc nàng tại thiên vũ giới làm loạn, thanh đế trí tuệ như hải ai cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Mà lại thanh đế từ khi tới thiên cương giới về sau, một mực tại một cái tòa thành bên trong chưa hề đi ra, bất kỳ cái gì sự tình đều là Đao Nô thay thế hắn truyền lời. Coi như Lân Hậu mời thanh đế đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Ngụy Thiên Vương bọn người kinh nghi không thôi, cũng không biết thanh đế đến cùng đang làm gì. Sau năm ngày, truyền tống thần trận kiến tạo thành công, thiên hồng giới bên kia đại quân bắt đầu liên tục không ngừng truyền tống tới, các loại chân quý vật liệu cũng mang tới. Lần hậu tự mình xuất thủ, phối hợp trăm vạn cường giả thần trận sư bắt đầu ngày đêm không ngừng bố trí cửu thiên tinh thần đại trận. Đại trận này là cửu dương thiên đế truyền thừa, gần với năm đó thiên đế ở lại thiên đình bên trong cửu thiên tỏa tinh đại trận. Loại này đại trận là hấp thu cửu thiên tinh thần chi lực, kiến tạo thời gian càng lâu càng không gì phá nổi, tỉ như thiên hồng giới đại trận, coi như minh đế thời gian ngắn đều không thể đánh tan rất nhiều đại quân một truyền tống tới lập tức đi hư không bên ngoài nghiêm phòng tử thủ cái này kiến tạo cử thiên tinh thần đại trận phi thường trọng yếu một khi kiến tạo thành công thiên cương giới từ triệt để biến thành nhân tộc bên trong vô số tài nguyên bí cảnh có thể vì nhân tộc liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tộc cường giả có cái này trận địa liên hợp thiên linh giới thiên hồng giới có thể hình thành kỳ giác chi thế là về sau phản công minh tộc đặt vững cơ sở thiên vũ giới không ai đi quản thanh đế đều mặc kệ chính mình ái đồ, những người còn lại lười đi quản. Dù sao kia hai ngàn vạn đại quân đại bộ phận là thanh đế quân, thanh đế đều không đau lòng, bọn hắn lo lắng nhiều như vậy làm gì. Minh tộc không có dị động, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Hao tốn năm ngày thời gian, thiên cương giới cửu thiên tinh thần đại trận kiến tạo thành công, đây chính là không phải thiên tinh giới loại kia tiểu trận, trận pháp này bao trùm toàn bộ thiên cương giới, một khi khởi động sẽ cùng hồng mông cương khí dung hợp được, đem toàn bộ thiên cương giới đều bao phủ đi vào, bất kỳ cái gì minh tộc đều vào không được. Tin tức truyền ra, nhân tộc đại quân vui mừng hưng cổ vũ, đây chính là mấy ngàn năm qua nhân tộc lớn nhất một lần thắng lợi. Nhân tộc rất nhiều lần phản công qua, nhưng chưa bao giờ phản đánh xuống một cái giới diện, đều là lần lượt mất đi giới diện, lần lượt đại bại lui, lần lượt đại di rời. Lần hậu bố trí đại trận về sau, không có nghỉ ngơi một lát, theo kiến tạo tốt truyền tống thần trận đi thiên linh giới, bắt đầu bố trí bên kia đại trận. Đúng lúc này, một đạo tin tức truyền đến, chấn kinh sở hữu nhân tộc cường giả. Thiên vũ giới đại thắng, hạ vũ bố trí một cái quang minh thần trận, dẫn dụ minh tộc đại quân xuất chiến, tại thiên vũ thành phía nam 10 vạn lý hắc trong hồ Mai Phục. Lợi dụng quang minh thần trận đối với minh tộc tiên thiên khắc chế, nhất cử chém giết 3.000 vạn minh tộc, giờ phút này đã dẹp xong thiên vũ thành, đồng thời hủy đi minh thần đại trận, triệt để ổn định cục diện. Tin tức này chấn động đến rất nhiều người chưa tỉnh hồn lại, kia hai ngàn vạn đại quân tại tất cả mọi người cường giả trong lòng đã là thất bại, có thể trở về gần nửa cũng rất không tệ, thế mà có thể hủy diệt mấy ngàn vạn minh tộc đại quân, đặt xuống thiên vũ thành. Quang minh thần trận là cái quỷ gì minh giới vì sao không có phái phong đế cấp minh vương tới hai ngàn vạn đại quân vì sao có thể chém giết mấy ngàn vạn minh tộc đây có phải hay không là có chút thiên phương dạ đàm. Giống như mỗi lần đại chiến có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, nhân tộc đã sớm hủy diệt minh tộc. Một mực không có động tĩnh thanh đế đột nhiên để đao nô hạ lệnh, hắn để cuồng đế viêm đế mang 50 triệu đại quân lập tức tiến đến thiên vũ giới, triệt để chiếm cứ thiên vũ giới, để ngụy thiên vương hạng khôi mấy người cũng điều động đại quân. Cuồng đế cùng viêm đế một mực dùng thanh đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, không trần chờ chút nào, mang đến 50 triệu đại quân lao tới thiên vũ giới. Ngụy thiên vương hạng khôi mấy người cũng động, nhao nhao triệu tập đại quân dùng như gió thu quét lá dụng hướng thiên vũ giới quét tới, đem phụ cận sở hữu bí cảnh bên trong minh tộc thanh tẩy một lần, mở rộng nhân tộc bản đồ, Mặc dù vô số nghi hoặc vẫn như cũ chiếm cứ tại nhân tộc cường giả trong đầu, bất quá tại thời khắc này toàn bộ người đều nội tâm đại định, bởi vì thanh đế truyền lời bên trong tiết lộ một cái tin tức bán quái sơn người kỳ thật đã sớm cùng hắn cùng đi thiên cương giới. Hết thảy cục diện đều tại bán quái sơn người cùng trong lòng bàn tay của hắn, bán quái sơn người đã quyết định rời núi, giúp nhân tộc phản công minh tộc, làm cho tất cả mọi người an tâm. Rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng chưa từng gặp qua cái này bán quái sơn người, không biết hắn cụ thể đến cỡ nào như bức, nhưng bốn vị đại đế đều như thế tin phục hắn, tôn sùng hắn, mọi người tự nhiên yên tâm trăm phần. Nhân tộc sĩ khí phóng đại, cảm giác mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Tựa hồ một đường giết tiếp, nhân tộc có thể không ngừng thu phục mất đất, đem từng cái giới diện đánh tới, cuối cùng giết vào Minh giới đem Minh Nguyên cho hủy đi, triệt để đoạn mất Minh giới căn cơ, đến lúc đó coi như Minh đế xuất thế lại như thế nào. Thanh đế lần nữa liên hợp ba vị đại đế hạ đạt toàn dân xuất chiến lệnh, từ phía trên hồng giới bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong triệu tập vô số võ giả truyền thống đến thiên cương giới thiên linh giới chuẩn bị đem hai cái này giới diện coi làm ván cầu từng bước thu phục mất đất phản công minh tộc không cần thanh đế hạ lệnh tại từng cái tin chiến thắng truyền về thiên hồng giới lúc toàn bộ thiên hồng giới sôi trào kha được cùng hạ vũ hai người thanh danh đại chấn, các thành trì bên ngoài đều là báo danh tổng quân võ giả thậm chí còn nhiều năm kỳ phi thường nhỏ chỉ có thể coi là hài tử thiên thần cảnh võ giả báo danh không thích hợp, Giang Giật đã lẻn về thiên hồng giới, giờ phút này hắn ngay tại cửu Dương Thành bên cạnh cửu Thiên Thành nội. Thiên hồng giới đều không có quá nhiều cường giả, lại nói hắn linh huyễn thuật không phải phong đế cấp căn bản nhìn không thấu, hắn có thể tùy ý tại thiên hồng giới hành tẩu. Hắn tại một khách sạn bên trong ở lại, kha lộng ảnh vân bang y phiêu phiêu đều tại trong khách sạn, thiên phượng đại đế phượng nghe câu Trần Vương là yêu tộc liền không có phóng xuất. Tiểu ưng vương vừa rồi ra ngoài dò xét một phen tình báo trở về, Giang giật sau khi nghe xong cảm giác các loại không thích hợp. Minh cổ khẳng định đã sớm khôi phục nguyên khí, hắn vì sao không đi thiên vũ giới coi như hắn không đi, tùy ý phái minh địch bọn hắn một cái đi đều có thể nhẹ nhóm hủy diệt hạ vũ cùng kia hai ngàn vạn đại quân A. Quang Minh thần trận, Giang giật ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng ảnh hỏi, thứ này ngươi có hiểu rõ không cái này hạ vũ tư liệu ngươi có mà nàng có vấn đề hay không? Quang Minh thần trận, thứ này ta không biết, có thể là thanh đế hoặc là bán quái sơn người truyền cho nàng đi. Kha lộng ảnh cao mày giải thích nói, cái này hạ vũ hẳn không có vấn đề, nàng là thủy quyền chúa tể tiểu nữ nhi, từ nhỏ đã thiên tư tuyệt thế, nàng quang minh áo nghĩa hoàn toàn chính xác lợi hại, ta đã từng tận mắt qua, là minh tộc khắc tinh. Thế nào, sang giật, người cảm thấy cái này hạ vũ không thích hợp. Tiểu ưng vương nói tiếp, cái kia hạ vũ ta gặp qua, đích thật là kỳ tài ngút trời, mà lại nàng tu luyện pháp tác cùng minh tộc là tương khắc, sẽ không có vấn đề a. À. Ta cũng nói không rõ. Giang giật lắc đầu nói, chỉ là bản năng cảm giác người này có chút vấn đề, quay đầu có cơ hội ta đi gặp nàng đi. Mặc kệ chúng ta đi trước địa giới, đem ta người tiếp ra, chuyện còn lại rồi nói sau. chương 1910, Ma Tinh trở về. Mặc phố tộc tại Cửu Dương thành phụ cận có một ít ám vệ, tiểu ưng vương vừa rồi ra ngoài liên hệ thoáng cái, đã đem thiên hồng giới tình huống cơ bản thăm dò rõ ràng. Thiên hồng giới các đại gia tộc cơ bản lưu lại một chút lưu thủ trưởng lão, còn lại cường giả đều đi thiên cương giới, bên kia chiến sự căng thẳng, chuẩn bị triệt để chiếm lĩnh thiên vũ giới, sở dĩ giang giật tại thiên hồng giới rất an toàn. Đương nhiên, giang giật không đến mức đần độn dẫn một đám người nghênh ngang đi cửu dương thành, vạn nhất thanh đế cuồng đế viêm đế truyền tống về đến đâu hắn đem tất cả mọi người thu vào, vận dụng linh huyễn thuật biến thành một cái cao lớn uy mãnh hộ vệ, đi theo kha lộng ảnh hướng cửu thiên thành truyền tống trận đi đến. Kha lộng ảnh trên mặt được khăn lụa, ngoại nhân là dò xét không đến, nàng dáng người A-la à khí độ bất phàm, người bình thường cũng không dám khinh thường nàng, lại không dám dùng thần thức cưỡng ép dò xét nàng. Đi đến truyền tống trận, nàng lấy ra một tấm lệnh bài, thủ hộ truyền tống trận thống lĩnh lập tức chắp tay hành lễ, Kha tiểu thư tốt. Kha lộng ảnh lệnh bài trong tay là Kha gia chi thứ tiểu thư lệnh bài, Kha gia địa vị tôn vinh thống lĩnh làm sao dám đắc tội. Giang giật cùng Kha lộng ảnh nhẹ nhõm truyền tống đi cửu dương thành, nơi này kiểm tra nghiêm ngặt nhiều. Kha lộng ảnh mang theo Giang giật đi truyền tống đi địa giới truyền tống trận, bên kia thống lĩnh lại để cho kiểm tra lệnh bài kha lộng ảnh đã đánh qua thống lĩnh cẩn thận kiểm tra một lần ánh mắt còn quét về phía giang giật nói vị này thân phận lệnh bài đâu phiền phức đưa ra thoáng cái hừ giang giật còn không có kịp phản ứng kha lộng ảnh hừ lạnh một tiếng nói ra người cái này nho nhỏ thống lĩnh thật lớn uy phong nếu không xin các người mộc phong vân thủy công tử giang nghiệm chứng một chút bản tiểu thư thân phận ngươi là cái này quân đội các ngươi đại tướng quân vương kêu cái gì mời hắn ra một cái đi tiểu thư bất giận tại hạ chỉ là thông lệ kiểm tra thôi. Kha lộng ảnh trong thân thể trời sinh chảy xuôi cao quý huyết dịch, nhiều năm thân ở cao vị dưỡng thành khí độ đem cái này nho nhỏ thống lĩnh dọa đến mồ hôi lạnh chảy dọc, hắn vội vàng vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Kha tiểu thư hảo hảo lợi hại a, à. giang giật âm thầm tán thưởng truyền âm qua, kha lộng ảnh quay đầu bay giang giật một chút, kia lông nghi bên trong phong tình thấy giang giật nội tâm rung động, truyền tống trận mở ra giang giật trước mắt bạch quang lóe lên, chờ sau mười mấy canh giờ mới cảm giác rơi xuống đất hắn mở to mắt ánh mắt quét qua bỗng cảm giác thổn thức không thôi hắn đi tới không linh đảo năm đó hắn ở chỗ này mang theo độc linh kỳ thanh trần bị một đám phong vương cấp vây giết cuối cùng kỳ thanh trần độc linh may mắn chạy trốn trở về chính hắn lại đao lãnh làm cho vận dụng thần độn phù truyền tống đi thanh vực không linh đảo vẫn là trước kia như thế thủ hộ truyền tống trận phong vương cấp đồng dạng là 10 cái giang giật giờ phút này nhưng không có nửa điểm khẩn trương ngược lại có loại lại một lần nữa du lịch trốn cố thư giãn thích ý đi thôi Kha lộng ảnh nhìn thấy Giang giật ánh mắt mê ly truyền âm tới, Giang giật vội vàng đi theo Kha lộng ảnh hướng một cái truyền tống trận đi đến, Kha lộng ảnh trầm giọng nói ra, mở ra truyền tống trận, chúng ta muốn đi địa giới. Thật có lỗi, một cái phong vương cấp lão giả mở to mắt nhìn thoáng qua Kha lộng ảnh, đứng dậy chắp tay nói, vị tiểu thư này, đao nô đại nhân từng có mệnh lệnh, nơi này chỉ có thể truyền tống đi thiên giới, tạm thời không thể truyền tống về địa giới đi. Đao nô, Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, nội tâm ẩn tàng thật lâu lửa giận thoáng cái bộc phát ra, trên thân sát khí bão táp, thời gian dài như vậy, đau nô thế mà còn đang suy nghĩ lấy đối phó hắn thật coi hắn giang giật dễ khi dễ. Hưu, hắn cũng không có phóng thích thần thông pháp tắc, vận chuyển huyền hoàng chi lực thân thể hóa thành tàn ảnh, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay một bàn tay đánh vào trên mặt lão giả. Ba, giang giật lực lượng lớn bao nhiêu hắn nhục thân nhưng so sánh đau nô, như thật toàn lực xuất thủ, cái này nho nhỏ phong vương cấp một bàn tay đều có thể chụp chết. Mặc dù hắn hạ thủ lưu tình, lão giả này vẫn là một bàn tay bị đánh nát răng, mặt đều biến hình, như một cái phá bao tải bay ra ngoài. Hiu hiu hiu, còn lại cửu cái phong vương cấp kinh hãi, toàn bộ bay vụt mà lên liền muốn động thủ cầm xuống giang giật. Giang giật biến thân làm một cái khôi ngô trắng hán, ánh mắt tựa như một con giã thú quét về phía chín người này cười lạnh nói, các ngươi dám động thử một chút các ngươi tứ đại gia tộc bản vương một người liền có thể diệt. Đao nô đại nhân mệnh lệnh các ngươi nghe, chúng ta kha ra tiểu thư mệnh lệnh liền có thể không nghe, kha lộng ảnh trong tay lệnh bài sáng lên kia cửu cái phong vương cấp sát khí trên người lập tức yếu đi xuống dưới đao ra bọn hắn đắc tội không nổi kha ra bọn hắn cũng đắc tội không tầm thường giang giật rất rõ ràng là kha ra trưởng lão một trong chiến lực so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn chỉ là đao nô ra lệnh bọn hắn làm sao dám vi phạm một cái lão giả chỉ có thể cắn răng nói ra kha tiểu thư chúng ta cũng là không có cách nào như thả các ngươi đi địa giới đao nô đại nhân nơi đó chúng ta chịu trách nhiệm không nổi a à có cái gì chịu trách nhiệm không tầm thường. Kha lộng ảnh lạnh giọng mở miệng nói, cầm trong tay lệnh bài ném qua đi, nói ra, đao nô tộc trưởng như truy trách nhiệm xuống tới, người đem lệnh bài này cho hắn chính là, bất kỳ cái gì sự tình bản tiểu thư một người đảm đương. Tốt ha, kia phong vương cấp bắt lấy lệnh bài xác định là Kha ra lệnh bài, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra truyền tống trận, rất nhanh một đạo bạch quang lấp lánh, giang giật cùng Kha lộng ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là truyền tống đi đãng ma quân doanh, bởi vì theo đãng ma quân doanh đi nhận trước gì một cái giới diện cũng dễ dàng. Truyền tống trận mở ra giang giật nội tâm kích động, lập tức sẽ nhìn thấy tô như thuyết y thiền các nàng, những cái kia mộng rát hồn lượn quanh thân ảnh sẽ gặp lại lần nữa, nội tâm của hắn khuấy động có thể nghĩ. Ông, suốt cục, giang giật lần nữa đạp ở mặt đất, hắn thần thức trước tiên quét ra đi, kha lộng ảnh truyền âm cũng tại lúc này vang lên, giang giật, người tốt nhất trong ba ngày đem sự tình xong xuôi, ta lệnh bài kia nếu có người đi cha dễ dàng lộ tẩy vạn nhất thanh đế truyền tống về đến liền phiền toái, ta ở đây đợi ngươi ba ngày, ngươi đem sự tình làm tốt trở về tìm ta. Hưu, đãng ma quân trong doanh một thân ảnh đằng không mà lên, người kia bắn thẳng đến kha lộng ảnh mà đến, thật xa tự cười nói, kha tiểu thư giá lâm chúng ta đãng ma quân, bồng tất sinh huy a. À. Người đến là gian giật người quen biết cũ Long Thiên Vương, lại là không thấy ô Thiên Vương, Long Thiên Vương rõ ràng nhận ra kha lộng ảnh thân phận, hay là kha lộng ảnh cố ý để Long Thiên Vương nhận ra, quả nhiên, kha lộng ảnh khẽ mỉm cười nói long thiên vương tốt phiền phức đem quân doanh khống chế một chút ba ngày thời gian bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi cùng đưa tin tốt long thiên vương quát khẽ long trời toàn quân phong tỏa bất kỳ người nào không được rời đi không phải đưa tin vù vù chỉ là thời gian một nén nhang từng đội từng đội đại quân theo một cái trong quân doanh bắn ra long thiên vương lệ thuộc trực tiếp quân đội xuất động đem toàn bộ truyền tống trận quan bế toàn bộ quân đội giám thị, đảng ma cốc tối cường vòng bảo hộ cũng mở ra. Tốt, Kha lộng ảnh các loại chờ, trờ. Long trời tướng quân doanh quản chế về sau, ánh mắt chuyển hướng giang giật nói, Long Thiên Vương là nhà ta người, người có thể yên tâm đi làm việc. Đa tạ lộng ảnh tiểu thư, giang giật chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Vương nói, Long Thiên Vương, đã lâu không gặp, làm sao không thấy ô Thiên Vương đâu. Đã lâu không gặp, Long Thiên Vương có chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn mấy lần, nhìn xem giang giật nụ cười kiêu uyển chuyển con mắt, nhìn xem cái kia xa lạ khuôn mặt cùng linh hồn khí tức hắn mơ hồ nháy nháy mắt hỏi vị này là tại sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lắm ha 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 giang giật trên thân bạch quang lóe lên toàn bộ ngoại hình biến hóa lớn theo một cái khôi ngô đại hán biến thành một cái công tử văn nhã ca ngươi ngươi là giang giật long thiên vương hổ thân thể chấn động đầy mắt chấn kinh ngạc Đáng ma quân doanh rất nhiều cường giả thần thức một mực tại lặng yên dò xét tại thời khắc này quân doanh trong nháy mắt sôi trào Giang giật cái này ma tinh thế mà trở về hơn nữa còn dám như thế quang minh chính đại trở về. chương 1911, lại gặp nhau. Giang giật rời đi địa giới có mấy năm, thời gian này không ngắn cũng không dài, nhưng Giang giật cái tên này lại một mực tại địa giới như sấm bên tai, gần như mỗi cách một đoạn thời gian Giang giật danh tự liền sẽ vang vọng toàn bộ địa giới, đồng thời một lần sau so một lần vang dội. Giang giật tại địa giới thời gian cũng không dài, đến một lần địa giới giống như sao trổi quật khởi, ngay từ đầu phi thăng tại địa sát giới rất nhanh liền thanh danh vang dội, đằng sau đi thánh linh giới danh dương vạn giới, cuối cùng đi đãng ma quân doanh đem du thiên vương cho làm, làm cho cả địa giới vì đó chấn động. Về sau giang giật đi diệt ma cung tầm bảo, từ đây cùng một chỗ không trở lại, tại diệt ma cung làm một đám thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư, còn đánh tới thiên giới. Tại địa giới con dân coi là giang giật tên thiên tài này liền muốn vẫn lạc lúc, giang giật lại lần lượt lật đổ mọi người nhận biết. Thẳng đến lục ưng vương nói hắn không bằng giang giật lúc, mọi người mới thình lình phát hiện cái này mà tính thiếu niên đã đứng ở mọi người cả một đời vĩnh viễn không cách nào đạt tới độ cao từng tại địa giới lần lượt gặp rắc rối thiếu niên rốt cuộc trở về mặc dù hắn cũng không có biểu lộ quá thực lực cường đại nhưng mọi người dò xét đến cái kia không tính thân thể khôi ngô bản năng cảm giác vĩ ngạn tựa như thanh đế đứng tại trước mặt mọi người có loại quỷ bái xúc động long thiên vương đều có chút không dám nhìn thẳng ong ong giật gặp long thiên vương giật mình không có nói tiếp cũng không trách hắn vô lễ trong tay không gian thần khí lấp lánh, hắn đem y phiêu phiêu vân băng tiểu ưng vương phóng xuất, hắn sợ vân băng tiết lộ phong thanh, sở dĩ không có đem hắn lưu tại thiên giới, hắn còn đem phượng nghe câu trần vương thiên phượng đại đế phóng xuất. Phượng nghe, câu trần vương, vân băng tiểu thư, các người tại cái này bồi kha tiểu thư nghỉ ngơi mấy ngày, ta muốn làm một ít chuyện, tiểu ưng vương nơi này có thể trực tiếp truyền tống đi mặc vũ bí cảnh sao. Giang giật cùng phượng nghe câu trần vương vân băng dặn dò một tiếng, không kịp chờ đợi nhìn về phía tiểu ưng vương cái sau gật đầu nói, đương nhiên có thể. Kia đi thôi, Giang giật không kịp chờ đợi muốn đi mặc vũ bí cảnh thấy mọi người, Long Thiên Vương lúc này mới tỉnh ngộ tới, vội vàng chắp tay nói, Giang giật, Giang công tử, ân. Giang đại nhân, còn có chư vị đại nhân đi trước ta kia ngồi một chút, nghỉ ngơi trước một cái đi. Long Thiên Vương liên tiếp thay đổi ba cái xương hô, hắn là bị đứng tại Giang giật phía sau Thiên Phượng Đại Đế Phượng nghe câu Trần Vương hù dọa. Phượng nghe câu Trần Vương thế nhưng là ngụy đế cấp A, thiên phượng đại đế càng là phong đế cấp, cái này ba cái yêu tộc thế mà đứng tại giang giật sau lưng không dám cùng hắn song song đứng đấy giang giật đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Giang giật đối với Long Thiên Vương giác quan tạm được, hắn khẽ mỉm cười nói, Long Thiên Vương, không muốn khách khí như vậy, theo coi như ta còn là hỏa phượng quân giám quân đâu, là thuộc hạ của ngươi. Không dám, không dám, Long Thiên Vương bị hù dọa, Giang giật đứng phía sau một cái phong đế cấp hắn dám nói là giang giật lão đại đoán trừng thiên phượng đại đế muốn vài phút dậy hắn làm người. Đúng rồi, nghĩ đến hỏa phượng quân, giang giật trong đầu hiện ra một cái mỹ nhân tuyệt thế thanh mỹ gương mặt, hắn hỏi kỳ thanh trần tại địa giới sao nàng thế nào. Không có ở đây, Long Thiên Vương lắc đầu nói, kỳ thanh trần cùng ô lão đại, còn có thị huyết vương, bạch hà vương các loại chờ rất nhiều cường giả đều đi thiên giới tổng quân đi, ân. Các nàng rời đi cũng liền mấy ngày đi, giang công tử ngươi trở về chế ta. Dạng này a à. Giang giật ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn dò hỏi, người biết nàng gia nhập cái gì quân đội sao? Còn không biết, Long Thiên Vương lắc đầu nói, địa giới chỉ có thể truyền tống đi lên, người ở phía trên không cách nào truyền tống xuống tới, sở dĩ thượng giới tin tức chúng ta tìm hiểu không đến. Tốt ha, à, Giang giật cũng lười hỏi nhiều, dù sao quay đầu đi thiên giới lại đi tìm hiểu dưới là được rồi. Hắn hướng tiểu ưng vương nhìn thoáng qua nói, đi thôi, đi trước mặc vũ bí cảnh, phượng tự mẫu thân các ngươi theo ta cùng đi chứ long thiên vương ta những người bạn này ngươi hỗ trợ an bài chiếu cố cho kha lộng ảnh chào hỏi mọi người đi theo long thiên vương vào thành lâu đài bên trong giang giật thì đi theo tiểu ưng vương đi một cái khác tòa thành còn không có đi vào tòa thành bên trong long thiên vương truyền âm đến giang công tử ngươi đi mặc vũ bí cảnh tốt nhất cẩn thận chút mặc vũ bí cảnh bên ngoài đều là đao gia trinh sát ân ngươi xem đó mà làm thôi đao gia trinh sát giang giật đôi mắt lạnh lẽo cũng không nói gì cùng tiểu ưng vương y phiêu phiêu thiên phượng đại đế tiến vào tòa thành bên trong, rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, bốn người truyền tống đi. Lần này truyền tống thời gian không lâu, chỉ là hai canh giờ giang giật bọn người tựu ra một cái tiểu bí cảnh bên trong, hắn thần thức nhìn lướt qua có chút kinh ngạc, cái này bí cảnh quá nhỏ, mà lại linh khí thiếu thốn tuyệt đối không phải mặc vũ bí cảnh A. Quả nhiên có trinh sát, giang giật rất nhanh tại tiểu bí cảnh bên trong dò xét đến mấy cái ẩn núp trinh sát, ánh mắt của hắn như điện hướng tiểu ưng vương quét tới, dùng ánh mắt chứng thực thoáng cái, xác định không phải mặc vũ tộc sau hắn quát lớn, phượng tự, toàn bộ xử lý. Hưu, thiên phượng đại đế như một trận như cuồng phong lướt tới, thân thể mấy cái lấp lẽ, tại mấy cái kia trinh sát đều chưa kịp phản ứng trước đó toàn bộ đem bọn hắn xé rách thành thịt nát. Đi thôi, nhà chúng ta ngay tại cách đó không xa. Tiểu ưng vương các loại chờ thiên phượng đại đế sau khi trở về, có chút e ngại nhìn hắn vài lần, mang theo giang giật hướng ra phía ngoài bay đi, vừa mới bay ra ngoài tiểu ưng vương lông mày lại nhíu lại, bởi vì bên ngoài hư không bên trong ẩn núp rất nhiều trinh sát. Đi thôi, Giang giật coi thường những cái kia trinh sát, cũng không sử dụng linh huyễn thuật biến thân, tự hướng phía trước mới bay đi. Thiên phượng đại đế đều không cần hắn phân phó thân thể gào thét mà đi, đem bốn phía ẩn núp trinh sát toàn bộ xử lý. Tiểu ưng vương, ngươi liên hệ dưới mặc vũ bí cảnh phụ cận nhà ngươi trinh sát, để bọn hắn toàn bộ lui đi vào. Giang giật nghĩ nghĩ cùng tiểu ưng vương dặn dò một tiếng, sau đó hạ lệnh, phượng tự, đem phụ cận phương viên trăm vạn lý trinh sát toàn bộ thanh tẩy một lần. Thiên phượng đại đế bay mất, tiểu ưng vương vội vàng đưa tin trở về, để lục ưng vương đem mặc vũ tộc toàn bộ trinh sát thu hồi đi, nếu không sẽ bị thiên phượng đại đế ngộ sát. Hai người một đường an nhàn tiến lên, phi hành vạn lý về sau, phía trước trong hư không thế mà xuất hiện một chút màu xám cho mê vụ. Tiểu ưng vương giải thích nói, những này mê vụ là một loại đại trận, bình thường võ giả trở ra mất phương hướng, tự động chuyển ra, bên trong còn có một số không gian vòng xoáy, không cẩn thận sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Khó trách, mặc vô bí cảnh là địa giới bí mật nhất bí cảnh, như là bình thường người thật đúng là vào không được, cũng không dám đi vào. Giang giật đi theo một đường đi vào, tiểu ưng vương đối với bản thân địa bàn hết sức quen thuộc, một đường không ngừng biến bộ, tại trong xương mù chuyển mấy nén nhang thời gian, phía trước một cái cự đại bí cảnh ra giang giật trong tầm mắt. Hô hô, giang giật hô hấp trở nên rồn dập lên, trên mặt hắn mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng thân thể lại có chút đang rung động mấy năm trôi qua hạ giới liền là mấy trăm năm a à, cũng không biết nữ nhân hắn yêu mến nhất bọn họ biến thành hình dáng ra sao hiu tiểu ưng vương mang theo giang giật trực tiếp đâm xuyên đi vào đi vào bí cảnh bên trong giang giật lập tức cảm giác khác biệt bên trong thiên địa nguyên khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều hắn không có thời gian đi cảm ứng bên trong thiên địa linh khí đến cùng có bao nhiêu nồng đập thần thức trước tiên hướng phía dưới quét tới đi tìm cái kia mấy giấc mộng dắt hồn lượn quanh thân ảnh. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, phía dưới vô số đạo thân ảnh bay vụt mà lên, Giang giật cùng vài đôi con ngươi liếc nhau một cái, hắn hổ khu rung động kịch liệt, cái mũi chua chua, kém chút lệ rơi đầy mặt. Thời gian qua đi mấy năm, cuối cùng lại gặp nhau. Chương 1912, hồi trở lại thiên tinh giới. Thời gian qua đi mấy năm, mọi người bộ dáng cũng không có gì thay đổi. Tại thiên giới người cũng không phải không chết, không chết chỉ có tàn hồn, vẫn là vô cùng cường đại người hoặc là yêu thú mới có thể lưu lại một tia tàn hồn, tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Tỷ như lực thần nhất tộc đông đế, lại như si hồng. Si hồng tàn hồn có thể tồn tại thời gian dài như vậy, kỳ thật rất lớn nhân tố là bởi vì hỏa chi nguyên, bằng không hắn tàn hồn đã sớm tan thành mây khói. Bất quá tương đối hạ giới tới nói, thượng giới người vậy cơ hồ là không chết tồn tại, thượng giới một năm hạ giới trăm năm thượng giới cường giả tùy ý có thể sống mấy trăm năm đối với hạ giới tới nói liền là mấy vạn năm giống như có thể đạt tới phong vương cấp phong đế cấp thọ nguyên còn có thể vô hạn kéo dài dài như thế thọ nguyên người tự nhiên là không dễ dàng già đi tỉ như giang giật tại địa giới tính ra vẫn là thiếu niên hình dạng của hắn một mực không có biến hóa khác biệt chính là khí chất càng thêm đặc biệt càng thêm nội liếm tựa như một cái dấu ở trong vỏ đao bảo đao dưới mới bay bắn lên đám người kia thực lực cũng không tệ thấp nhất đều là thần đế cảnh giới sở dĩ bộ dáng cũng bộ dáng quá nhiều biến hóa giang tiểu nô vẫn là như một tấm giấy trắng hỉ nộ tại hình một chút liền có thể thấy rõ ràng nàng suy nghĩ gì giống như một đóa bạch liên hoa thuần khiết kỳ Khi thiền càng có nữ nhân vị triệt để rút đi ngây ngô biến thành một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân doãn nhược băng tuế nguyệt cùng phàm trần cũng không có cho nàng lưu lại quá nhiều ấn ký nàng vẫn như cũ đi chân đất mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như là một đóa yên tĩnh tỏa ra hoa bách hợp Tô như tuyết vẫn là rất lạnh, bất quá là bề ngoài, ánh mắt của nàng phi thường cực nóng, có thể hòa tan bất luận cái gì băng cứng. Giang giật cùng nàng liếc nhau một cái về sau, cả người lần nữa run lên, theo tô như tuyết ánh mắt bên trong hắn đó có thể thấy được, tô như tuyết linh hồn bên trong phù độc hoàn toàn biến mất, nàng khôi phục ký ức, trong mắt đều là khắc cốt minh tâm yêu thương. Mà yêu nhi hoàn toàn như trước đây nóng bỏng, ăn mặc cùng roi trong tay để giang giật nhớ tới tuyết vực kia một quãng thời gian. Tiểu hồ ly biến thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, trong mắt to lệ quang lập lòe, như một đứa bé bị ủy khuất, thấy được phụ thân của mình. Chiến vô song xoái đến bỏ đi, tiền vạn quán béo phải cùng cầu đồng dạng, giang nghịch lưu đồng dạng phong lưu phóng khoáng, bất quá xem giang giật ánh mắt có chút phức tạp. Hoàng phủ đào thiên như một thanh kiếm, khí chất cùng tiểu ưng vương rất giống, tư đồ nhất tiếu đang cười. Rất rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, giang giật tại thời khắc này toàn bộ tâm đều hóa, cảm giác những năm gần đây cố gắng cùng phấn đấu đáng giá, cảm giác bị lại nhiều cực khổ, lại nhiều tội đều đáng giá. Hắn như vậy liều mạng, không phải là vì người yêu của mình huynh đệ bằng hữu sống càng tốt sao. Đại ca ca, tiểu hồ ly tiểu phỉ nhất không thận trọng, như một cái nước mắt người bay vụt mà đến, tiếp theo là giang tiểu giận, lại sau đó là ma yêu nhi, bởi vì nơi này nhiều người doãn nhược băng tô như tuyết y thiền có chút thận trọng. Thẳng đến giang giật vẫy vẫy tay, ba người cái gì đều không để ý tới, hóa thành từng đạo lợi kiếm bay vụt mà đến, đem giang giật bao bọc vây quanh ha ha ha, chiến vô song cùng tiền vạn quán cười ha hả trong mắt mang nước mắt, từ đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên đều vui sướng không thôi, giang giật có thể trở về đối với bọn hắn tới nói đây là tin tức vô cùng tốt, thắng qua bất luận kẻ nào đột phá, thắng qua nhân loại đại thắng. Tốt, tất cả chớ khóc, ta trở về, cũng sẽ mang các ngươi đi, về sau sẽ không bao giờ lại để các ngươi lo lắng hãi hùng, không còn có người có thể tổn thương các ngươi chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời. Giang giật bị một đám nữ tử ôm, chúng nữ đều khóc đến hôn thiên ám địa, hắn trấn an một trận lúc này mới cùng mọi người tách ra, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cùng tiểu ưng vương cùng một chỗ đứng thẳng lục ưng vương cùng ưng hậu, chắp tay nói, giang giật tham kiến lục ưng vương ưng hậu, đa tả hai vị đối nội người cùng ta các huynh đệ chiếu cố, giang giật vô cùng cảm kích. Lục ưng vương mặt không biểu tình, rất là kiêu căng không có phản ứng giang giật, bên cạnh ưng hậu ý cười liên tục nói ra, giang giật, đừng quá khách khí. Mưa nhỏ nhận định ngươi, chúng ta đã sớm đem ngươi làm làm người trong nhà. Ừ lục ưng vương thái độ lớn lối như thế xa xa thiên phượng đại đế có chút khó chịu ánh mắt có chút quét tới trên người phong đế cấp khí thức phóng xuất ra lục ưng vương ngẩng lên thật cao đầu lập tức thấp xuống thân thể co rụt lại tại tiểu ưng vương truyền âm một câu về sau hắn mới nhìn thẳng vào giang giật lạnh giọng mở miệng nói tiểu tử không cần cảm ơn bản vương muốn tạ tổ tả tiểu vũ đi giang giật cũng không thèm để ý lục ưng vương thái độ đối mọi người chỉ vào cùng thiên phượng đại đế cùng một chỗ đứng thẳng y phiêu phiêu nói ra đến ta cho các người giới thiệu, đây là mẫu thân của ta y phiêu Mẫu thân, y thiền bọn người kinh hãi, vội vàng lau lau rồi nước mắt, rất cung kính đi y phiêu phía trước hành lễ. Giang giật từng cái cho y phiêu giới thiệu, y phiêu biết rõ giang giật có mấy cái nàng dâu nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt, giờ phút này vui vẻ vô cùng, lôi kéo mọi người không chịu buông tay. Giang giật giới thiệu một phen, ánh mắt nhìn về phía tiền vạn quán chiến vô song bọn người, thân thể bay đi, mở ra đại thủ cười to nói, đến, mập mạp chết bầm cho lão đại ôm một cái, ha ha ha, lão đại, tiền vạn quán chạy như bay đến, cho giang giật một cái gấu ôm, kém chút đem giang giật đụng bay. Chiến vô song tư đồ nhất thiếu hoàng phủ đào thiên từng cái tới cùng giang giật ôm, giang giật cùng vân phỉ tư đồ nhất niệm gật đầu chào hỏi, còn cùng giang nghịch lưu nhẹ gật đầu, nói thế nào đều là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. A, à, nam cung kỳ linh đường tuyết đường yên không có phi thăng sao? Giang giật quét một lần phát hiện cũng không có linh đang tỉ cùng đôi kia xong bào thai thân ảnh tò mò hỏi. Tiền vạn quán lắc đầu nói, không có, một mực không có phi thăng, linh đang tỉ không muốn rời đi thiên tinh giới, sở dĩ đều không có lợi dụng tài nguyên tu luyện. Mà lại, mấy năm gần đây thiên tinh giới đều không có người phi thăng lên tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ách, Giang giật nội tâm run lên, hắn tại thượng giới chờ đợi mấy năm, hạ giới đã qua mấy trăm năm, nam cung kỳ linh đường tuyết đường yên sẽ không hóa thành một đống bạch cốt đi còn có giang vân hải còn sống không nghĩ tới đây giang giật nội tâm một khắc cũng không thể bình tĩnh ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng lập tức trầm giọng nói ra chúng ta trước khác đừng ôn chuyện về sau có nhiều thời gian chúng ta về trước thiên tinh giới một chuyến thiên tinh giới tiền vạn quán bọn người mắt sáng rực lên con của bọn hắn gia tộc đều tại thiên tinh giới a mấy trăm năm đi qua ai biết thiên tinh giới thế nào giang giật là mọi người chủ tâm cốt chuyện hắn quyết định không có bất kỳ người nào chất vấn, Giang giật muốn dẫn bọn hắn đi lại càng không có nửa điểm do dự. Giang giật nhìn mọi người một chút, xác định không có gì nghị về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục ưng vương nói, Lục ưng vương, ta cùng thanh đế ân oán còn không có hóa giải. Sở dĩ các người mặc vô tộc vẫn là có thể gặp nguy hiểm, ta biết một cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương, tuyệt đối an toàn. Chỗ đó tài nguyên cũng so người cái này thêm rất nhiều, nếu không các người cả tộc di chuyển đi qua. Cái này, Lục ưng vương trần chờ, bực này đại sự ưng hậu càng là không dám nói lời nào. Lục ưng vương trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không đi, bản vương giả không muốn đi. Mà lại bản vương còn chuẩn bị đi thiên giới phát huy dưới nhiệt lượng thừa, chém giết một chút minh tộc. Người mang theo mưa nhỏ huynh muội đi thôi, lại mang ta trong tộc tinh anh, coi như bị diệt tộc cũng có thể lưu một chút hỏa trùng. Tốt, Giang giật chỉ có ba ngày thời gian, cũng không muốn nói nhảm, hắn trầm tư một trận nói, vậy ngươi trước chuẩn bị một chút, ta về trước thiên tinh giới một chuyến, chờ ta trở về tự mang đi bọn hắn. Mời lục ưng vương yên tâm, ta nhất định toàn lực bảo vệ các ngươi, như có ta giang giật ngày nổi danh, tất bảo vệ các ngươi mặc vũ tộc vạn thế vinh hoa. chương 1913, người không đủ tư cách. Giang giật đem tất cả mọi người mang đi, tiểu ưng vương cũng đi theo. Tiểu ưng vương trên thân dán vào giang giật nhãn hiệu, trở lại cửu dương quân có lẽ sẽ chuyện xấu, hắn cũng nghĩ tạm thời đi theo giang giật. Giang giật lần này không có đi truyền tống đi đãng ma quân doanh, mặc vũ bí cảnh có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi địa sát giới, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hồi trở lại thiên tinh giới, chỉ có thể vận dụng địa sát lâu đài truyền tống trận. Các loại chờ Giang giật đem tất cả mọi người thu nhập thiên Hàn Châu về sau, Lục ưng vương mang theo hắn đi một cái truyền tống trận, tại truyền tống trận phụ cận hắn trầm giọng mở miệng, Giang giật, địa sát giới không phải mạch ra. Địa sát phương sống chết không rõ, mạch lăng thu đem người của mạch ra rời đi, triệt để không muốn địa sát giới, tiêu giao vương thừa cơ mà vào, người đi địa sát giới chính mình nhìn xem đủ đi, cái này cũng không thể trách tiêu giao vương, dù sao mạch lăng thu trước vứt bỏ địa sát giới. Giang giật nói còn không có nghe xong sát khí trên người liền lăn lặn đi mà ra, địa sát quân chủ đối với hắn có đại ân, hắn cùng nghị ảnh vương, thiên hàn vương tung tích không rõ, cũng là bởi vì giang giật. Tiêu giao vương lại dám đập đất sát giới, đây là chán sống. Lục ưng vương câu nói sau cùng để giang giật sát khí trên người yếu đi thoáng cái, hắn đi vào truyền tống trận nghĩ nghĩ nói ra, người có thể đưa tin cho Mạch Lăng Thu sao giúp ta liên hệ dưới, để hắn hồi trở lại địa sát giới đi, tiêu giao vương thái độ tốt, ta sẽ không giết người. Tốt ha, lục ưng vương khe khẽ thở dài, sau đó nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, người có thủ hạ gọi độc linh hắn khăng khăng trở về giúp ngươi giữ vững lãnh địa của ngươi cũng không biết cái gì tình huống. Gần nhất mặc vũ bí cảnh bên ngoài đều là đao gia trinh sát, rất nhiều chuyện ta đều không thể dò xét, chính ngươi tra một chút đi. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, lục ưng vương để cho người ta mở ra truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, sau hai canh giờ Giang giật ra một cái tòa thành trong truyền tống trận. A à ngươi là ai, thủ hộ truyền tống trận chính là một cái lão giả, thực lực chỉ có phong hào thần đế cảnh giới, hắn xem xét Giang giật vài lần, cảm giác rất là lạ lắm, nhưng mơ hồ lại có chút ấn tượng, không bao giờ nghĩ không ra. Hiu, Giang giật thân thể khẽ động, như ngắt tiểu kê nắm lão giả cổ nâng hắn lên, hắn lạnh giọng nói ra, ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi muốn mạng sống liền lập tức đưa tin cho tiêu giao vương, nói lên giới sứ giả tới, để hắn cút ra đây gặp ta. Thượng giới sứ giả, lão giả thân thể run lên, giang giật làm sao xuất thủ hắn cũng không biết, không cần đoán giang giật tuyệt đối đạt đến phong vương cấp chiến lực, lão giả không dám trần chờ lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Giang giật sách theo lão giả nhanh chân đi ra truyền tống trận chỗ thiền điện, đi đến phía ngoài đại điện đem lão giả vứt trên mặt đất, sau đó hoành đao lập mã ngồi tại chủ vị, chậm đợi tiêu giao vương tới. Ông, sau một lát một đạo thần thức quét tới, Giang giật tại thần thức còn không có quét tới lúc, trên mặt có chút biến hóa thoáng cái trong nháy mắt biến thành một người khác, để tiêu giao vương không cách nào dò xét. Hưu, rất nhanh một thân ảnh theo vô danh đảo phương hướng nhanh chóng bay tới, trực tiếp bắn vào đại điện, một cái phi thường vĩ ngạn hoa bảo trung niên nhân khóa chặt Giang giật, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Ông, Giang giật trên mặt lần nữa biến hóa, biến thành dáng vẻ vốn có, tiêu giao vương nhìn lướt qua ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó trong mắt hàn quang lấp lánh trên thân sát khí tuôn ra, quát khẽ, ngươi là giang giật. Đoán đúng, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo nói, không muốn khẩn trương như vậy, ta muốn giết chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, ta chém giết phong vương cấp ngụy đế cấp không biết có bao nhiêu, đừng nghĩ lấy động thủ với ta, ngươi. Không đủ tư cách này, giang giật nói chuyện phi thường không khách khí, tiêu giao vương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lão giả kia toàn thân đang run rẩy giang giật cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai a à, giống như giang giật cùng tiêu giao vương khai chiến ai có thể thắng không biết nhưng hắn tuyệt đối sẽ chết tiêu giao vương sát khí trên người không giảm hắn còn là lần đầu tiên gặp như thế của người sau so lục ưng vương cuồng hơn nhưng giang giật danh khí quá lớn hắn không bao giờ không dám động thủ hắn nghĩ nghĩ lạnh giọng hỏi giang giật người muốn thế nào giang giật nói thẳng nói người có hai lựa chọn đệ nhất chết đệ nhị lăn ra địa sát giới một đời tử không muốn bước vào vào đây ha 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 tiêu giao vương triệt để nổi giận giang giật danh khí mặc dù đại nhưng cũng chỉ là phong vương cấp cảnh giới mà lại hắn thành danh thời điểm giang giật ra ra sợ là còn chưa ra đời a à để hắn lăn ra địa sát giới vị trí này hắn còn không có ngồi bao lâu đây có phải hay không là quá khinh người quá đáng hoàng khẩu tiểu nhi tại thiên giới như cầu bị người đuổi giết may mắn sống sót trốn về địa giới thế mà lập tức liền muốn cướp bản vương địa bàn tiêu giao vương tức giận hét lớn sát khí trên người càng thêm mãnh liệt, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân thể hóa thành một đạo hồng quang đối giang giật đầu chém bổ xuống đầu. Hừ, giang giật thân thể cũng không có động, chỉ là nâng lên một cái tay, đối cái kia thanh to lớn chiến đao đập ầm ầm ra một quyền, cùng là dơ chân lên như thiểm điện đá ra một cước. Keng, phanh, tiêu giao vương chiến đao trong nháy mắt bị tạc bay, thân thể cũng một cước bị đạp bay ra ngoài. Giang giật nhục thân nhưng so sánh đao nô, như thế nào cái này nho nhỏ phong vương cấp có thể so tiêu giao vương chiến lực vẫn không tính là quá mạnh, nhiều nhất nhưng so sánh du thiên vương, loại này cấp bậc cường giả đối với giang giật thật cùng kiến tộc không có khác nhau. Hiu hiu hiu, phụ cận vô số tòa thành bay vụt ra võ giả, nhìn thấy tiêu giao vương bị nện vào một tòa thành lâu đài bên trong, toàn bộ như lâm đại địch. Tiêu giao vương rất nhanh tòa thành phế tích bên trong bay ra, trong tay một tấm lệnh bài lấp lánh, tựa hồ muốn đưa tin. Người đưa tin thử một chút ta giết người nhất tộc, Giang giật lạnh giọng đi ra tòa thành, giới chỉ sáng lên thiên phượng đại đế tiểu ưng vương ra phía ngoài, hai người khí thế toàn thịnh, nhất là thiên phong đại đế cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa địa sát thành. Cầm xuống, đem địa sát thành khống chế, Giang giật phung tay lên, thiên phượng đại đế cùng tiểu ưng vương như hai đầu lang lao ra, tiêu giao vương đô không kịp đào tẩu, bị thiên phượng đại đế trong nháy mắt cầm xuống phong ấn thần hạch, như một con chó nắm ở trong tay. Ta là tiểu ưng vương, ai dám loạn động, giết chết bất luận tội. Tiểu ưng vương cuồng bạo tiếng giống vang vọng địa sát thành, sau đó hắn lạnh giọng nói ra, đóng cửa thành, quan bế sở hữu truyền tống trận, bất kỳ người nào không phải đưa tin, giống như bị chúng ta phát hiện, đổ sát các ngươi nhất tộc. Tê, tê vô số thần thức khóa chặt giữa không trung tiêu giao vương, khóa chặt như là ma thần kinh khủng thiên phượng đại đế, không có bất kỳ người nào dám động. Tiêu giao vương đô trong nháy mắt bị bắt rồi, ai dám động đến lập tức bị giết, tiểu ưng vương uy danh cũng là dựa vào giết ra tới sau đó sự tình tựu phi thường tốt làm, thành trì vòng bảo hộ mở ra, thành nội truyền tống trận đóng lại, tiểu ưng vương thần thức quét một lần, đem rất nhiều đưa tin mật trận trực tiếp hủy đi. Hưu, đúng lúc này, thành nội một cái lão giả mang theo một thiếu nữ bay vụt mà đến, thiếu nữ kia thật xa tựu kinh hô lên, giang giật, giang giật, ta là địch linh nhi a à. Địch linh nhi địch các chủ, giang giật nhìn thoáng qua vui mừng quá đỗi, hắn đang lo làm sao triệt để khống chế địa sát thành, bảo đảm tuyệt đối tin tức không truyền ra ngoài đâu lập tức lập tức quát khẽ, địch các chủ, mời người điều động diệt ma các người, đem thành trì cho ta khống chế. Địch các chủ nghĩ nghĩ, cắn răng hét lớn, diệt ma các toàn bộ đệ tử xuất chiến, khống chế địa sát thành, ai dám thiện động, giết chết bất luận tội. chương 1914, một bước sai, diệt ma các đệ tử rất nhiều, bất quá cường giả không nhiều, đương nhiên là có thiên phượng đại đế cùng tiểu ưng vương tại, đã không cần cường giả. Tiêu giao vương giờ phút này đều người cùng cầu đồng dạng sách theo, ai dám loạn động. Mạch Lăng thu đi, mạch gia đệ tử toàn bộ rút lui, nhưng còn lại đại gia tộc nhưng không có rút đi, tỷ như Tần gia, tỷ như Hiên Viên gia. Những này gia tộc không nỡ địa sát giới cơ nghiệp, Tiêu Giao Vương tới cũng tương tự muốn ỷ vào bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói chỉ là đổi cái chủ tử thôi, còn lại không có gì khác nhau. Những này gia tộc một mực biết rõ ràng giật lợi hại, năm đó ở địa giới là có thể đem toàn bộ địa giới huyên náo long trời lở đất, đi thiên giới liền để thiên giới biến thành trướng khí mù mịt, thanh đế phong đều bị hắn đổ, mà lại hắn còn có thể sống sót. Đây là một cái hỗn thế ma vương A. À. Giang giật tàn nhẫn lãnh huyết mọi người đã sớm lĩnh giáo, giờ phút này tự nhiên không ai dám làm loạn, nếu không tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Giang giật, hiên viên lăng yên thần thức khóa chặt đứng tại tòa thành đại môn giang giật, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Cái này nam tử đã từng là nàng mộng ma, nàng nhiều lần muốn lộng chết giang giật, đáng tiếc nhưng vẫn không có cơ hội, đến đằng sau tựu căn bản không có có cơ hội càng là phát hiện giang giật đã cùng nàng không phải một cái giai tầng, thậm chí các nàng hiên viên ra cũng không xứng cho hắn sách giày. Ai, một bước sai, từng bước sai, hiên viên lăng yên có chút hối hận, năm đó nếu là cùng giang giật giữ gìn mối quan hệ, hoặc là gả cho cho hắn, để hắn trở thành hiên viên ra con rể thì tốt biết bao à ai có thể nghĩ tới ngày xưa một cái phi thăng giả, có thể đạt tới độ cao này, liền phong đế cấp đều trở thành thủ hạ của hắn. Địch Linh Nhi thần sắc đồng dạng phi thường phức tạp, Nàng một mực rất thích giang giật, đáng tiếc hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình. Giang giật chưa bao giờ đối nàng mở rộng cửa lòng, hay là giang giật tâm một mực là băng phong, nàng từ đầu đến cuối không cách nào đi vào cái này nam tử nội tâm. Mà giang giật lại càng chạy càng xa, đã đạt đến nàng ngưỡng vọng độ cao. Chỉ là một canh giờ, tại địch các chủ điều hành dưới, toàn bộ địa sát thành đều bị khống chế. Ngay tại giang giật chuẩn bị để địch các chủ nghĩ biện pháp đi liên hệ mạch lăng thu lúc, tòa thành trong đám đó một cái tòa thành sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, giang giật thần thức quét vào về phía sau lập tức đại hỉ. Hưu, một cái khôi ngô trung niên nhân bắn ra, chính là mạch lăng thu, cái sau nhìn thấy giang giật cũng đại hỉ kinh hô lên, giang giật, người còn sống quân chủ đâu, hắn trở về rồi sao? Không có, giang giật trên mặt lộ ra một tia ái náy, truyền âm nói ra, mạch đại nhân, quân chủ hẳn là còn sống, bất quá ta không biết ở đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra, mạch đại nhân, không có ý tứ, bởi vì ta liên lụy mạch ra, liên lụy quân chủ. Đừng nói cái này, quân chủ không hối hận, ta mạch ra cũng không hối hận. Mạch lăng thu lắc đầu truyền âm đến, sau đó nhìn một cái đứng tại trên không thiên phong đại đế, có chút sợ hãi truyền âm nói, giang giật, vị đại nhân này là. Ha ha, đây là người của ta, giang giật cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, mạch đại nhân, địa sát giới ta giúp người cướp về, người an tâm tại địa sát giới ở, chỉ cần ta một ngày không chết, không ai dám động các ngươi coi như thanh đế cũng không dám tt mạch lăng thu vốn cho là thiên phượng đại đế là giang giật mời đến hỗ trợ lại không nghĩ rằng là giang giật người nói một cách khác là giang giật thủ hạ phong đế cấp làm thủ hạ thanh đế cũng không dám chẳng lẽ giang giật so thanh đế lợi hại hơn nghĩ tới đây mạch lăng thu không hiểu có loại mũi chua cảm giác khó trách điện sát quân chủ năm đó coi trọng như thế giang giật vì giang giật liền mạch ra đều có thể mặc kệ hắn quả nhiên mắt sáng như đúc a à. mạch đại nhân tiêu giao vương xử trí như thế nào giang giật không có truyền âm trực tiếp mở miệng đối mạch lăng thu nói chỉ cần mạch lăng thu nói giết hắn không nói hai lời tiêu giao vương dám cướp đoạt sát giới cái kia chính là động giang giật nghịch lân xử trí như thế nào mạch lăng thu mê mang tiêu giao vương nói thế nào cũng là địa giới thành danh đại nhân vật một trong xem giang giật ý tứ hắn ra lệnh một tiếng có thể chúa tể tiêu giao vương sinh tử vẫn là thôi đi mạch lăng thù nghĩ nghĩ truyền âm nói dù sao khiến cho chúng ta trước vứt bỏ điện sát giới tiêu giao vương chỉ là nhập chủ thôi cũng không có quá sâu ân oán tốt ha à, giang giật tâm tính không giống với lúc trước nếu như là năm đó tính khí tiêu giao vương tất chết không thể nghi ngờ hắn hướng thiên phượng đại đế nhìn thoáng qua cái sau trực tiếp đem tiêu giao vương đánh ngất xỉu trên linh hồn còn tăng thêm phong ấn sau đó thu nhập giang giật cho hắn hỗn nguyên châu bên trong mạch đại nhân đất này sát giới người yên tâm trông coi ai nếu không chịu phục trực tiếp giết Giang giật lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, không có bất kỳ người nào dám tìm các ngươi phiền phức. Đao ra các loại chờ gia tộc nếu dám động tới ngươi, ta diệt bọn hắn nhất tộc, thanh đế cuồng đế viêm đế đức cao vọng trọng, sẽ không làm khó các ngươi, bọn hắn muốn tìm, cũng chỉ là tìm ta. Giang giật thanh âm rất lớn, vang vọng toàn thành, hắn đây là rõ ràng nói cho ngoại nhân nghe, đồng thời để đao ra tiềm phục tại trong thành trinh sát về sau truyền lời cho đao nô địa sát giới là hắn che đậy. Giám động mạch ra hắn đem không tiếc bất cứ giá nào diệt đao ra, còn gián tiếp truyền lời cho thanh đế, đừng nhúc nhích tiểu tâm tư, có cái gì trực tiếp đối hắn giang giật tới. Mạch lăng thu hiểu được giang giật ý tứ, cảm kích chắp tay. Giang giật thời gian không nhiều, để mạch lăng thu tiếp quản địa sát giới, đồng thời triệu tập một chút tinh anh con em quay đầu hắn mang đến thiên yêu giới. Mạch lăng thu mừng rỡ quá đối triệt để yên tâm, chỉ cần mạch ra không vong, hắn còn có cái gì cố kỵ. Tại địa sát quân chủ nghĩa vô phản cố đi thiên giới, Mạch Lăng Thu liền biết Mạch Gia đã cùng Giang giật khóa lại tại một cỗ trên chiến xa. Giang giật nếu có thể lên như diều gặp gió, Mạch Gia cũng có thể vinh quang vạn thế, như Giang giật cuối cùng chết đi, Mạch Gia khẳng định hội nguyên khí đại thương, bị Giang giật cừu ra chèn ép thậm chí diệt tộc. Các loại chờ địa sát thành bên trong sự tình ổn định, Giang giật lập tức quyết định lên đường. Tại địa sát giới náo loạn một trận, ai cũng không biết đao gia thanh đế có thể hay không nhận được tin tức, vẫn là mau chóng làm tốt sự tình đi thiên yêu giới đi. Giang giật đem thiên phượng đại đế cùng tiểu ưng vương đều lưu tại địa sát thành, trợ giúp mạch lăng thu ổn định cục diện. Đương nhiên cũng là không muốn đoạn mất đường lui, hắn quay đầu theo thiên tinh giới trở về cũng muốn đến chỗ này sát giới. Sự tình làm tốt về sau, Giang giật cùng tiểu ưng vương tại địch linh nhi ánh mắt u oán bên trong trực tiếp truyền tống đi địa sát hải, tiểu ưng vương chấn thủ địa sát hải phi thăng đài, bảo đảm Giang giật có thể an toàn truyền tống đi lên. Giang giật cũng làm rõ ràng, thiên tinh giới hẳn là không xảy ra chuyện những năm này sở dĩ không có người phi thăng lên đến, là bởi vì tiêu giao vương đem thiên tinh giới phi thăng thông đạo đóng lại, sở dĩ thiên tinh giới người coi như cảnh giới đến cũng vô pháp phi thăng. Mở ra truyền tống trận, tiểu ưng vương Z cam cam nói, giang giật đứng tại trong truyền tống trận, phi thăng đài bên trên địa sát quân đã sớm thu được mệnh lệnh, không dám có bất kỳ nói nhảm, nhanh chóng đánh ra vô số thiên lực, khởi động truyền tống trận. Bạch quang lấp lánh, giang giật nội tâm càng phát khẩn trương, hắn ở trên khóa mấy năm, đối với thiên tinh giới tới nói kia là mấy trăm năm đi qua. Mấy trăm năm a à, phải chăng cảnh còn người mất, thương hải tang điền nữa nha những cái kia đã từng trưởng bối, bằng hiếu, người yêu, phải chăng còn tại. chương 1915, thương hải tang điền. Giang giật cũng không phải là trực tiếp truyền tống vào thiên tinh giới, mà là ra thiên tinh giới phụ cận một trong đó chuyển trạm bên trên. Loại này chạm trung chuyển hao tốn địa sát giới rất nhiều tài nguyên, xa như vậy khoảng cách truyền tống trận, bình thường gia tộc cũng không xây nổi. Trạm trung chuyển bên trên có ba cái sắp chết già thần đế tọa chấn, Giang giật nhìn thấy cái này ba cái lão giả sau như chút được gánh nặng, cái này ba cái lão giả vẫn còn, nói rõ phù cận vạn tượng tiểu giới không có bị minh tộc công hãm, chỉ ít không có triệt để luân hãm. Đại nhân, Giang giật là phong vương cấp, khí tức rất cường đại, mà lại có thể truyền tống tới vậy khẳng định là thiên sát giới đại nhân vật, bọn hắn làm sao dám đắc tội. Mang ta đi thiên tinh giới, Giang giật quát lạnh một tiếng, cũng không có đưa ra lệnh bài ba cái lão giả có chút trần chờ giang giật lãnh mâu quét qua, quát khẽ đến, chán sống. Không dám, ba người bị giang giật nhìn lướt qua, cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất, một người vội vàng mang theo giang giật về phía tây bên cạnh bay đi, bay một hồi giang giật cảm giác tốc độ quá chậm, trực tiếp bắt hắn lại bả vai nói ra, ngươi chỉ đường là được. hưu, giang giật tốc độ rất nhanh, một đường mang theo lão giả hướng phía trước mới bay đi, rất nhanh liền đi ngang qua một thế giới nhỏ mặt. Vạn tượng tiểu giới thật thật nhỏ, cùng địa giới bí cảnh không chênh lệch nhiều. Giang giật một đường bay đến, một đường đều có thể nhìn thấy từng cái vạn tượng tiểu giới, tựa như từng khỏa tinh thần. Tinh thần, Giang giật không hiểu có chút rung động, theo thiên tinh giới nhìn thấy tinh thần không phải là cái này từng cái giới diện A vấn đề là giới diện bên ngoài có hồng mông cương khí, làm sao có thể thấy được giới diện hắn đâm xuyên qua rất nhiều hồng mông cương khí, từ bên trong là không cách nào nhìn thấy phía ngoài, như vậy hắn tại thiên tinh giới nhìn thấy tinh thần lại từ đâu mà đến. Đây là một bí mật lớn, hồng mông thế giới bí mật. Giang giật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, nói không chừng hắn có thể cảm ngộ bí mật này, hồng mông thế giới bí mật cái kia chính là phi thường lợi hại thiên địa pháp tắc A. Còn có cửu thiên tinh thần chi lực, còn có thiên địa dị tưởng các loại chờ, giang giật càng thêm cảm giác huyền diệu, những này không cách nào giải thích đồ vật, chính là hồng mông thế giới chỗ bí mật A. Đại nhân, phía trước chính là, giang giật đang chìm tịch tại hồng mông thế giới bí mật bên trong, lão giả nhắc nhở, Giang giật vội vàng thu hồi suy nghĩ nhìn qua phía trước giới diện, đem lão giả buông xuống hóa thành một đạo hồng quang hướng phía trước mới bay đi. Hắn truyền âm bàn giao nói: "Chờ ở tại đây ta, giúp ta đề phòng. Ta chỉ có tiến đi thời gian rất ngắn. Được rồi, đại nhân. Lão giả cung kính chắp tay, nhìn Giang giật lấy ra một cái thủ sáo xé rách hồng mông cương khí tiến vào thiên tinh giới. A, à, một đâm xuyên tiến vào hồng mông cương khí, Giang giật cả người đều tựa như trong ngày mùa đông yên lặng trong ôn tuyền." toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại có chút huyết trương, dễ chịu tới cực điểm. Trong này thiên địa linh khí cũng không nồng đậm, thậm chí so ra kém lớn bí cảnh, nhưng nơi này khí thức liền là để giang giật cảm giác được dễ chịu. Hắn đều không cần thần thức dò xét, có thể vạn phần xác định nơi này chính là thiên tinh giới, sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Suy suy, giang giật còn không có nhô ra thần thức, phía dưới rất nhiều thần thức lại quét đi lên, bởi vì giang giật khí thức trên thân quá cường đại, tựa như một tôn ma thần, phía dưới võ giả rất nhiều người nội tâm đều rung động, tự nhiên trước tiên dò xét. Hiu, 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 rất nhiều võ giả đằng không mà lên, giang giật bị giật mình tỉnh lại, thân thể chậm rãi hướng xuống mới bay đến, đồng thời nhô ra thần thức bắt đầu liếc nhìn toàn bộ thiên tinh giới. Thiên tinh giới trước kia tại giang giật xem ra phi thường lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hắn theo thiên tinh đại lục đi tới, hao tốn hơn một năm thời gian mới đến Đông Hoàng Đại Lục, thời điểm đó Đông Hoàng Đại Lục đối với hắn mà nói quá tốt đẹp lớn, dựa vào hành tẩu cả một đời đều đi không hết. Ở Giang Giật xem ra, thiên tinh giới lại quá nhỏ, thậm chí địa giới bí cảnh đều so thiên tinh giới lớn. Thần trí của hắn tại thiên giới chỉ có thể dò xét mấy vạn lý, nhưng ở địa giới lại có thể dò xét trăm vạn lý, mà tại thiên tinh giới hắn có thể nhẹ nhõm liếc nhìn toàn bộ giới diện, bởi vì nơi này không gian quá bất ổn định. Mà lại Giang Giật có loại cảm giác, giống như thiên phượng đại đế tới đây, tùy ý phóng thích một chiêu, thiên tinh giới không gian có thể sụp đổ, toàn bộ giới diện trực tiếp bị hủy diệt. Người đến người nào, mấy ngàn người gào thét mà lên, một cái tuổi trẻ tướng quân cầm trong tay trường thương uy phong lẫm liệt, hắn lại dám dùng trường thương chỉ vào giang giật. Hắn bị giang giật khí tức chân áp đến không dám tới gần, nhưng trong mắt đều là kiên nghị, biểu tình kia hết sức rõ ràng, như giang giật dám ở thiên tinh giới làm loạn, hắn. Không tiếc một trận chiến, giang giật thần thức quét một lần thiên tinh giới, sắc mặt có chút trở nên mất tự nhiên, hắn thật dài thở dài ánh mắt nhìn về phía trẻ tuổi tướng quân, nhìn thoáng qua sau có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này tuổi trẻ tướng quân cùng chiến vô song thế mà dáng dấp phi thường giống, màu da đen nhánh, xoay đến bỏ đi, trọng yếu nhất chính là khí chất cũng phi thường giống. Giang giật giò xét một phen, phát hiện người này tổng cộng đến thiên thần đỉnh phong, khẽ gật đầu nói, ngươi là chiến gia đệ tử đời thứ mấy. Ngươi ngươi là, người trẻ tuổi khẽ giật mình, vừa rồi giang giật không có xoay đầu lại, mà lại thần thức cũng vô pháp giò xét hắn, sở dĩ không biết giang giật dáng dấp ra sao. Giờ phút này một chút lại hổ khu kịch liệt run lên, môi hắn run run một tiếng hỏi, ngài. Thế nhưng là Giang Đế, Giang Đế, lần nữa vừa nghe được xưng hô thế này, Giang giật cảm khái rất nhiều, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, chiến vô song, y thiền tiền vạn quán bọn người từng cái ra phía ngoài. Người trẻ tuổi nhìn thấy chiến vô song một khắc này lập tức quỳ, nếu như nói Giang giật hắn không dám xác nhận, chiến vô song đây chính là ngày đêm thăm viếng, hắn vội vàng quỳ xuống lại tôn nhi chiến vĩnh vinh tham kiến ra ra. Ra ra, chiến vô song kia cương nghị mặt co rúm, Năm đó hắn cùng vân phỉ sinh mấy vóc dáng nữ lưu tại thiên tinh giới, lại không nghĩ rằng tôn tử đều trưởng thành. Hiu hiu hiu, phía dưới vô số người bay vụt mà lên, dòng dã có mấy vạn người, y thiền thần thức hướng phía dưới quét tới lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chạy như bay, kêu to lên, ra ra. Phật đế, giang giật miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hắn giữ chặt doãn nhược băng tay, vỗ vỗ bờ vai của nàng, liếc nhìn mọi người an ủi, nhược băng, thiên, đào thiên huynh, cười một tiếng huynh, vạn quán các người phải có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta rời đi quá lâu, rất nhiều người đều không tại, sinh lão bệnh tử đây là thiên địa luân hồi, hy vọng các người nén bi thương. a à, doãn nhược băng cùng ma yêu nhi thân thể mềm mại run lên, giang giật ý tứ các nàng hiểu. Phía dưới chỉ có Phật đế một người bay lên, xem ra còn lại mấy đế đều về cõi tiên, ma yêu nhi lão cha có thể cũng đã chết. Ai, ta nếu là về sớm một chút liền tốt, giang giật trong ánh mắt đều là bi thống, hắn vừa rồi dùng thần thức quét một lần, phát hiện thiên tinh giới mặc dù không có xảy ra chuyện, nhưng rất nhiều người đều không tại, xem tình huống cũng đều là chết già. Giang Vân Hải chết rồi, Nam Cung Kỳ Linh không thấy bóng dáng, đường tuyết đường yên không thấy, yêu hậu không có ở đây, các vị đại đế trí tôn chỉ còn lại Phật đế, mà lại Giang giật còn cảm giác Phật đế thọ nguyên cũng còn lại không có bao nhiêu. Quả thật là thương hải tang điền A, chương 1916, khổ sở đợi chờ đã lâu. Giang đế thành mặt phía bắc có một bãi đất trống lớn, cái này đất trống bên ngoài có tường vây, ngày đêm có quân đội thủ hộ. Nơi này là nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, thậm chí bình dân cũng không có tư cách tới gần phương viên 10 dặm. Nơi này là một mảnh nghĩa trang, thiên tinh giới thân phận người cao quý nhất mới có tư cách mai táng ở chỗ này, thiên tinh giới cũng hình thành một loại chung nhận thức, sau khi chết có thể táng ở chỗ này là cao nhất vinh quang. Giờ phút này trong nghĩa trang đứng đấy rất nhiều người, khoảng chừng hơn nghìn người, thiên tinh giới có mặt mũi đại gia tộc tộc trưởng đều ở nơi này, đều rất cung kính đứng ở phía sau phía trước nhất chỉ là đứng đấy một người, Giang giật nhìn qua phía trước một mảnh nghĩa trang sắc mặt nặng nề, trong mắt đều là bi thống. Giang Vân Hải, Nam Cung Kỳ Linh, Đường Tuyết Đường Yên, Yêu Hậu, Doãn Đế, Hiên Đế bọn người mai táng ở chỗ này. Giang Vân Hải chết tương đối sớm, cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ là sống 100 tuổi tựu chết già rồi. Yêu hậu doãn đế hiên đế bọn người đồng dạng là chết già, giang giật lúc rời đi với bọn hắn liền đã rất già, người niên kỳ càng lớn, các loại thể năng hội càng yếu, mà lại cảm mộ năng lực cũng sẽ hạ xuống, cho nên bọn họ đến chết đều không có đột phá thiên thần giới. Còn như Nam Cung Kỳ Linh, đường tuyết đường yên thì là sầu não uất ức mà chết, có lẽ cũng là bởi vì cho nhan lão đi, các nàng không muốn giang giật trở về nhìn thấy các nàng biến thành lão thái bà, sở dĩ tình nguyện chết đi, để các nàng dung nhan xinh đẹp vĩnh viễn còn sống giang giật trong đầu. Để giang giật còn rất đau lòng chính là thiên thiên thế mà cũng đã chết, thiên thiên là huyền vũ tộc thọ nguyên cực kỳ dài, năm đó ngao lưu thế nhưng là sống hơn 70 vạn năm. Giang giật giờ phút này đều là tự trách, hắn nếu có thể trước thời gian một hai trăm năm trở lại, rất nhiều người sẽ không phải chết. Hắn rời đi thiên tinh giới có bốn năm năm, hạ giới liền là qua bốn năm trăm năm thời gian, Phật đế còn có thể sống được đã là lần đầu tiên. Đương nhiên Phật đế cảnh giới cũng rất cao, đạt đến thần tướng cảnh, nếu không cũng đã mất sớm. Giang giật đứng tại trong nghĩa trang một mực không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì cử động hắn bất động ai cũng không dám động, hắn dòng dã tại trong nghĩa trang đứng mấy ngày mấy đêm, mọi người liền bồi hắn đứng mấy ngày mấy đêm. Tất cả giải tán đi, một mình ta tại cái này lặng lặng. Năm ngày sau đó, Giang giật khoát tay áo, y thiền vội vàng đỡ lấy Phật đế dẫn một đám người lui xuống. Giang giật một người đi đến Giang Vân Hải mộ địa trước, rất cung kính quỳ xuống dập đầu mấy cái, tố chất thần kinh ngồi dưới đất lẩm bẩm mấy canh giờ, về sau đi Nam Cung Kỳ Linh mộ địa trước, nói nhỏ nói mấy canh giờ. Thẳng đến lần nữa qua năm ngày, Giang giật mới đi ra khỏi Nghĩa Trang, hắn sắc mặt khôi phục bình thường. Sinh lão bệnh tử là thiên địa pháp tắc, cũng không có thể kháng cự. Chết đi đã mất đi, hắn nhất định phải là còn sống hảo hảo cố gắng, hắn thời gian không nhiều, không thể yên lặng trong bi thương, hắn nhất định phải rời đi, nếu không đau nô thậm chí thanh đế đều có thể trở về. Hắn đi vào giang đế thành bên trong lớn nhất một cái tòa thành bên trong, phát hiện các đại gia tộc tộc trưởng đều tề tụ một đường, chiến vô song y thiền các nàng cũng tại, lại là không thấy y phiêu phiêu. Phu quân, mẫu thân nàng hồi trở lại thiên tinh đại lục, chúng ta vốn định bồi tiếp, nàng lại cố chấp muốn một người trở về. Y thiền giải thích một tiếng, giang giật thoải mái, xem ra y phiêu phiêu là trở về bái tế giang biệt ly a. À. Y phiêu phiêu chiến lực rất mạnh giang giật cũng không lo lắng, hắn ngồi lên chủ vị, ánh mắt ở trong đại điện đảo qua. Thiên tinh giới những năm này ra đời không ít cường giả, đại điện bên trong thiên thần cũng rất nhiều, ít nhất có trên trăm cái, có thể tu luyện được nhanh như vậy đương nhiên vẫn là quy công cho mạch lăng thu năm đó an bài. Thiên thần là có thể phi thăng, bất quá phi thăng thông đạo bị phong bế, giang giật chuẩn bị đem thiên tinh giới thiên thần đều mang đi, mang đến thiên yêu giới bồi dưỡng, cũng coi là lưu lại một chút hạt giống. Hắn hiểu được, hắn cùng thanh đế ở giữa sớm muộn phải có một trận chiến. Đã như vậy, vậy liền không thể không lưu ta đường lui, trứng gà không thể thả tại một cái trong rổ, đây là mỗi cái đại gia tộc cách làm. Đối với Giang Giật tới nói, toàn bộ thiên tinh giới liền là một cái đại gia tộc, hắn liền là tộc trưởng. Tại Giang Giật đưa ra về sau, đại bộ phận thiên thần không có chút gì do dự, lập tức đồng ý đi theo Giang Giật đi. Thiên tinh giới quá nhỏ, thiên thần vô dụng võ chỗ. Trọng yếu nhất chính là, Giang Giật bọn người đi thiên giới phát triển, chém giết, bọn hắn rất khát vọng cùng một chỗ sông sáo phía ngoài vô tận thế giới. Phật đế không nguyện ý đi, y thiền bọn người thuyết phục thật lâu, Giang Giật còn nói qua giúp hắn tìm linh dược tăng lên thọ nguyên, hắn đều không đồng ý. Hắn nói hắn già, lão bằng hữu đều ở nơi này, không muốn rời đi cố thổ, ngay ở chỗ này thọ hết chết già đi. Mấy ngày sau y phiêu phiêu trở về, Giang giật quyết định lên đường, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều thần nguyên thần khí linh dược phân cho các gia tộc, đồng thời để thiên tinh giới bọn hậu bối hảo hảo tu luyện, về sau phi thăng đi địa sát giới, hắn đến lúc đó sẽ phái người tiếp dẫn. Cung tiến Giang đế, Giang giật dẫn một đám người hướng trên không trung bay đi, sau đó đem khóc thành khóc suốt, mướt y thiền bọn người thu vào. tại mấy vạn người đưa mắt nhìn phía dưới lần nữa rời đi thiên tinh giới. lần trước hắn phi thăng mang theo cứu vớt thiên tinh giới trách nhiệm, hắn trước kia một mực mơ ước đem y phiêu phiêu tìm tới, đem giang tiểu nô cướp về tự trở lại thiên tinh giới an nhàn sống hết một đời. y phiêu phiêu tìm được, giang tiểu nô cũng ở bên người, hắn nhưng lại không thể không lại một lần nữa rời đi. bởi vì hắn trên thân gánh vác lấy một cái càng lớn gánh nặng, lần này hắn muốn cứu vớt không phải thiên tinh giới mà là toàn bộ nhân tộc. Hắn bay thẳng bắn ra thiên tinh giới, hắn cảnh giới đã sớm đem vượt qua thiên thần, mà lại phi thăng qua một lần, căn bản không bị thiên tinh giới thiên địa pháp tắc chói buộc. Bên ngoài lão giả kia còn đang chờ với, hắn mang theo lão giả đi chạm trung chuyển, truyền tống về địa sát giới. Ông, tại hắn ra địa sát thành lúc, hai đạo thân ảnh quen thuộc ra hắn trong tầm mắt, chính là độc linh cùng hắc thần, hai người nhìn thấy giang giật sau cũng mừng rỡ như điên, vội vàng chạy vội tới, một gối đối giang giật quỳ xuống quát khẽ nói, tham kiến đại nhân. Tốt, đứng dậy, giang giật đỡ lên hai người, hỏi thăm một phen giang giật phủ tình huống, còn tốt tiêu giao vương không dám đoạt địa bàn của hắn, giang giật phủ hết thảy như cũ, bịa sát giới các đại gia tộc cũng không dám chèn ép giang giật phủ. Mạch Lăng Thu đã mạch ra bộ phận con em theo bí cảnh bên trong truyền tống ra, Mạch Lăng Thu làm ba tay chuẩn bị, bộ phận con em tiếp tục tiềm phục tại bí cảnh bên trong, bộ phận con em để Giang Giật mang đi, bộ phận con em lưu tại địa sát giới, dạng này coi như xảy ra chuyện, mạch ra cũng không trở thành diệt phong. Đi, đi đáng ma cốc, hết thảy an bài sẵn sàng, giang giật mang theo tất cả mọi người rời đi. Thiên yêu giới an toàn vô cùng, chỉ cần đem tất cả mọi người mang đến thiên yêu giới, hắn liền không có nỗi lo về sau, đến lúc đó có thể cùng thanh đế minh giới hảo hảo chơi đùa. Ông, hắn tiến vào truyền tống trận, một đạo bạch quang sáng lên, qua một đoạn thời gian hắn truyền tống đến đáng ma cốc. Bất quá, tại hắn ra đãng ma cốc lúc, lập tức phát hiện tình huống rất không đúng. Đãng ma cốc bên trong yên tĩnh, trên quảng trường một người quân sĩ không có, ngay tại hắn thần thức trước tiên hướng đãng ma cốc bên trong quét tới lúc, một đạo tiếng cười lạnh đột ngột vang lên ghé vào lỗ tai hắn, giang giật, người rốt cục trở về, bản đế khổ sở đợi chờ đã lâu. Giang giật đôi mắt nheo lại, thần thức xuyên thấu qua tầng tầng tòa thành khóa chặt một cái vĩ ngạn thân ảnh. Hắn biết mình sớm muộn sẽ cùng thanh đế một trận chiến, lại không nghĩ rằng thanh đế tới nhanh như vậy chương 1917, Thanh Đế cũng không thể. Thanh Đế kỳ thật rất sớm đã động thân, tại hắn hạ lệnh để cuồng đế viêm đế ngụy thiên vương bọn người mang binh đi tiếp viện thiên vũ giới về sau, hắn tự vụng trộm truyền tống về tới. Hắn đem chuyện bên kia toàn bộ giao cho bán quái sơn người, tiến công thiên vũ giới sự tình đều mặc kệ, bởi vì trong lòng hắn gian giật so tiến công thiên vũ giới trọng yếu nhiều. Thanh đế tu luyện mấy ngàn năm, cảnh giới rất sớm đã đạt tới tình trạng này, chậm chạp không cách nào lại tiến bộ, không nói đột phá một bước cuối cùng mở ra cửa tiên giới vĩnh sinh bất tử coi như cửu dương thiên đế cùng minh đế cảnh giới đều không thể đạt tới sở dĩ đánh xuống thiên vũ giới đánh xuống thiên tượng giới thậm chí đánh xuống minh giới đối với hắn mà nói ý nghĩa đều như thế chỉ cần minh đế xuất thế về sau đánh xuống địa bàn đều sẽ trong nháy mắt mất đi chém giết không được minh đế hết thảy đều không có ý nghĩa thực lực mới là vương đạo còn lại đều là phù vân muốn tăng thực lực lên hoặc là tiến một bước cảm giác ngộ thiên đạo, đạt tới chu thiên đại viên mãn chi cảnh, cũng chính là cửu dương thiên đế cảnh giới, hoặc là chỉ có thể ỷ vào ngoại vật. Thiên đế thần binh liền là một kiện ngoại vật, một kiện toàn bộ hồng mông thế giới nhất cường đại binh khí, thanh kiếm này còn có được trí cao vô thượng quyền uy, có thể hiệu lệnh thiên hạ, có thể nhất thống toàn bộ hồng mông thế giới. Sở dĩ hắn nhất định phải được, hắn phi thường tinh tường giang giật khẳng định không phải là đi minh giới, mà là trở về thiên hồng giới. Dùng thủ đoạn của hắn thế lực dò xét giang giật hành tung quá đơn giản, Kha Lộng Ảnh vốn cho rằng có thể che giấu mấy ngày, lại không nghĩ rằng chỉ là một ngày thời gian Thanh Đế liền đến. Thanh Đế là một người tới, hắn đều không cần quá nhiều lời ngữ cùng hành động, chỉ là đứng tại đãng ma cốc liền có thể nhẹ nhõm chân áp tất cả mọi người, cũng không có bất kỳ người nào dám cùng giang giật đưa tin. Đương nhiên, coi như muốn truyền tin tức, Thanh Đế cũng có thể trước tiên biết rõ, đưa tin còn không có ra ngoài người liền sẽ bị giết. Hugh, Thanh đế chậm rãi đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ giữa không chung, trên người hắn không cần phóng thích khí tức, cả người giống như một vòng rượu nhật để cho người ta không dám nhìn thẳng, hắn tựa như một tôn bế nghế thiên hạ đế vương, rất nhiều người có một loại quỳ bái xúc động. Không thể không nói thanh đế tướng mạo khí chất chân tâm là tuyệt đỉnh, đáng ma cốc rất nhiều nữ tử nhìn hắn ánh mắt đều là mê say, thanh đế như cả đời ra lệnh rất nhiều nữ tử đoán chừng đều sẽ trước mặt mọi người thoát y tháo thắt lưng. Giang giật đây là lần thứ nhất cùng thanh đế mặt đối mặt, Lần trước tại Thanh Đế Phong chỉ là ngưng tụ một đôi mắt thôi, hắn nhìn qua đứng ngạo nghễ giữa không trung, tựa như toàn bộ thế giới đều vây quanh hắn chuyển cái kia tuyệt thế nam tử, âm thầm vật đầu, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư si a. À. Hắn không có bất kỳ cái gì cử động, trong thân thể thiên lực cùng huyền hoàng chi lực đều không có vận chuyển ra, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Thanh Đế nói, "Thanh Đế, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, giữa chúng ta nhất định phải như thế sao?" "Tốt một câu vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp." Thanh đế nhàn nhạt mở miệng, hắn trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn bất quá lúc nói chuyện có một loại không giận tự uy cảm giác áp bách, để cho người ta hít thở không thông, để cho người ta phi thường tin phục không dám ngỗ nghịch, người nằm đó tại thanh đế phong đổ sát thời điểm, làm sao không suy nghĩ đồng căn tại thần dương bí cảnh đổ sát thời điểm. Làm sao không suy nghĩ quá mau trong tay ngươi nhiễm bao nhiêu nhân tộc huyết ngươi đổ sát qua bao nhiêu bình dân ngươi Xứng làm thiên đế truyền nhân sao Ha 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 Giang giật ngửa đầu cuồng tiếu mái tóc màu đỏ tùy ý bay múa những lời này nếu như là cửu dương thiên đế nói ra hắn có thể sẽ cảm thấy xấu hổ hết lần này tới lần khác thanh đế nói ra để hắn cảm giác được buồn cười hắn đùa cợt nói ra thanh đế đừng giả bộ cái gì thánh nhân ngươi là hạng người gì ta tin tưởng ta là hạng người gì ngươi cũng tin tưởng ngươi không phải liền là muốn hỏa long kiếm sao ngươi nói một tiếng ta cho ngươi chính là ây kha lộng ảnh vân băng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem giang giật lấy ra hỏa long kiếm còn múa mấy cái kiếm hoa lòng của mọi người căng thẳng coi là giang giật thật muốn đem hỏa long kiếm đưa cho thanh đế ông thanh đế mắt sáng rực lên khí tức trên thân vô hạn dâng lên không bằng hắn cũng không có lập tức động thủ chỉ là đưa ánh mắt về phía giang giật chờ đợi giang giật bước kế tiếp cử động thanh đế a à, người đừng chỉ nhìn xem a à, người nói một câu muốn ta tựu cho ngươi như thế nào ngươi không nói ta làm sao biết ngươi có muốn hay không muốn giang giật u u cười một tiếng trường kiếm múa thiên lực quán chú hỏa long kiếm phía trên mấy đầu hỏa long du tẩu, phù văn cũng lấp lánh không ngớt, một cỗ minh mông khí tức lan tràn ra. Hắn kiếm chỉ thanh đế, tiếp tục nói ra, nói một tiếng ngươi muốn, ta lập tức cho ngươi, quyết không nuốt lời. Hừ, thanh đế như thế thân phận, làm sao có thể trước mặt mọi người nói muốn thanh kiếm này, giang giật như thế làm dáng cũng chọc giận hắn, hắn lạnh giọng nói ra, giang giật, dám trêu chọc bản đế người, không có một cái nào sống trên thế giới này. Giang giật khinh bị ra mặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói năm đó ta còn trước mặt mọi người đánh ngươi mặt đâu không phải sống được thật tốt ngươi cũng chớ làm bộ muốn đánh tựu đánh minh cổ ta đều có thể trọng thương đừng cho là ta sợ ngươi bất quá thanh đế đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng lần này ngươi như động thủ giữa chúng ta chỉ có thể có một cái còn sống hiu giang giật thân thể đằng không mà lên đối phía dưới long thiên vương quát khẽ nói đem đại trận mở ra ta cùng thanh đế đi bên ngoài đánh bất kỳ người nào trở tới gần nếu không chết không trách chúng ta a à, giang giật cuồng vọng kinh hãi rất nhiều người bao quát thanh đế nhất là giang giật nâng lên minh cổ theo bán quái sơn người suy tính minh cổ hẳn là thụ thương mà giang giật lại tại minh giới thêm vào một vòng tại vô số minh vương truy sát dưới nhẹ nhõm trốn về đến cái này khiến thanh đế nội tâm có chút ngưng trọng chẳng lẽ giang giật chiến lược đã so minh cổ đều mạnh giống như giang giật chỉ là một người bình thường thanh đế tuyệt đối không có nửa điểm cố kỵ trực tiếp động thủ chém giết. Giang giật là cửu dương thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế đây chính là nhân tộc trong lịch sử nhất cường đại trí tôn, truyền nhân của hắn có được vô hạn khả năng, trên thực tế Giang giật trưởng thành tốc độ cũng phi thường khủng bố, so năm đó diệt ma đại đế càng biến thái. Ông, đãng ma cốc phòng bảo hộ mở ra, Giang giật hướng hư không bên ngoài bay đi, thanh đế rất nhanh phá vỡ mà đi, cũng không có động thủ vẫn xa xa đi theo Giang giật. Phượng nghê công chúa, câu trần vương lo lắng nhìn qua Phượng nghe, lại nhìn một chút kha lộng ảnh ý tứ muốn hay không đi hỗ trợ phượng nghê lắc đầu nói đợi lấy đi chúng ta cái này cấp bậc đi lại nhiều đều là chết đại nhân đã chủ động khai chiến coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra đại nhân không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh liền là để chúng ta nguyên địa chờ lệnh muốn tin tưởng đại nhân thế giới này không ai có thể giết chết hắn thanh đế cũng không thể thanh đế cũng không thể phượng nghê thanh âm không lớn bất quá kha lộng ảnh lại là có thể nghe được rõ ràng trong mắt nàng có chút hoảng hốt năm đó ở diệt ma cung nội kém chút bị nàng một kiếm bắn chết thiếu niên thế mà có thể cùng hồng mông thế giới người mạnh nhất đánh một trận đáng tiếc kha lộng ảnh ánh mắt rất nhanh lại trở nên ảm đạm nàng một mực lòng cao hơn trời chướng mắt bất luận cái gì nam tử giang giật là duy nhất có thể xứng với nàng nam tử cũng là nàng duy nhất có ta nam nhân phải lòng đáng tiếc nàng lại không thể hại hắn giang giật ngươi nhất định muốn sống sót kha lộng ảnh lần nữa thì thào một tiếng Giang giật cùng thanh đế một trận chiến này dù ai cũng không cách nào ngăn cản, coi như lân hậu tới cũng không được. Thanh đế là hắn nhất định phải bước đi khảm, chỉ cần qua đạo khảm này, hắn đem có thể nhất phi trùng thiên. Không bước qua được, chết, chương 1918, lộ ra bài. Người ở bên ngoài xem ra giang giật rất ngông cuồng, kỳ thật đây không phải tính cách của hắn, chính hắn có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Hắn không phải minh cổ đối thủ, càng không phải là thanh đế đối thủ, nhưng hắn không thể không cuồng, nếu không kha lộng ảnh bọn người nguy hiểm. Thanh đế trong mắt thế nhân là một cái thánh nhân, là nhân loại chúa tể, chúa cứu thế. Nhưng Giang Giật có thể nhìn thấu bản chất của hắn, thanh đế năm đó có thể đuổi giết hắn, có thể truy sát thanh linh, hôm nay có thể không để ý thiên vũ giới bên kia chiến sự vạn lý xa xôi chạy đến đuổi giết hắn, đó có thể thấy được thanh đế cũng không phải là thánh nhân. Mà là một cái có yêu hận tình cừu, đồng thời vì tư lợi người bình thường. Hắn muốn hỏa long kiếm, muốn trở thành cái thứ hai cửu dương thiên đế, muốn vấn đỉnh trí tôn chi vị. Một người một khi có tham niệm, có dã tâm, có chút sát tâm, hắn sẽ liều lĩnh. Giống như giang giật không cuồng một điểm, không dùng tay đoạn chấn trụ thanh đế, đoán chừng thanh đế đã sớm động thủ. Một khi thanh đế động thủ, hắn tuyệt đối sẽ đem đáng ma cốc tất cả mọi người đánh giết, đem kha lộng ảnh vân băng bọn người đánh giết, bởi vì hắn không thể cõng cái trước cướp đoạt hỏa long kiếm tội danh, hắn muốn tiếp tục bảo trì chính mình thánh nhân danh dự. Gia hư không bên ngoài, giang giật có chút yên tâm một chút, bất luận trận chiến này là bại vẫn là vong, chỉ ít thanh đế sẽ không đi đánh giết đáng ma cốc người. Kha lộng ảnh sẽ lập tức đem tình huống nơi này phản hồi cho lân hậu, tiếp theo truyền khắp thiên hạ, thanh đế như lại đi giết người diệt khẩu, tự không thể không nhìn kỵ lân hậu cùng thiên hạ miệng mồm mọi người. Giang giật trong đầu điên cuồng chuyển động, nghĩ đến phá cục chi pháp, vừa cùng hỏa linh châu bên trong si hồng truyền âm. Si hồng đã từng đáp ứng giúp hắn xuất thủ ba lần, trên thực tế đã xuất thủ không chỉ ba lần, chỉ là đối đầu thanh đế như thế cấp bậc cường giả, si hồng không xuất thủ giúp hắn, hắn chỉ có một con đường chết. Vượt quá giang giật ngoài ý liệu, lần này si hồng không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng có thể xuất chiến, để giang giật chuẩn bị sẵn sàng. Có si hồng hứa hẹn, giang giật nội tâm đại định, chỉ ít hắn có sức đánh một trận, bất luận thắng thua hắn đều muốn toàn lực xuất thủ. Vạn lý, 10 vạn lý, trăm vạn lý, giang giật tốc độ chậm rãi biến chỉ hoán, thần thức một mực khóa chặt phía sau thanh đế, chờ lấy chỗ dựa của hắn gần. Thanh đế thần thức cũng một mực khóa chặt giang giật, giang giật tốc độ trở nên chậm, hắn thế mà đi theo cũng thay đổi chậm, một mực duy trì vạn trượng khoảng cách, tính cảnh giác mạnh phi thường. Ha ha ha, thanh đế, người đường đường nhân giới đệ nhất cường giả, tụ điểm ấy lá gan liền tới gần ta cũng không dám giang giật tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Một bên đùa cợt quay đầu nhìn qua thanh đế nói, thanh đế, võ giả phải có dũng giả chi tâm, ngươi liền dũng giả chi tâm đều không có, thế mà có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng là lão thiên mắt mù. Thanh đế sắc mặt không có nửa điểm cải biến, lạnh giọng nói ra: Giang giật, người điểm ấy tiểu tâm tư đừng nhúc nhích dùng. Giống như bị ngươi mấy câu tụ chọc giận, bản đế mấy ngàn năm đạo tâm cũng tu luyện uổng phí. Đạo tâm, Giang giật tiếp tục đâm kích thanh đế, người cũng có đạo tâm năm đó ở thanh đế phong như thế nổi giận. Đạo tâm của ngươi đi đâu ngươi vì hỏa long kiếm mà truy sát ta, vì một cái ngoại vật mà động tham niệm. Ngươi đạo này tâm cũng là tu luyện tới cầu thân lên. Nhân tộc minh tộc ngay tại khai chiến, ngươi vì mình tư tâm không để ý toàn quân chết sống. Ta là Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân, ngươi không tuân theo ta làm chủ, ngược lại truy sát ta, nhân tộc muốn hủy diệt, ngươi còn tại nội đấu, đây chính là đạo tâm của ngươi một con chó đạo tâm cũng so ngươi tốt a. À. Khó trách ngươi cái này đều không cách nào đạt tới Cửu Dương Thiên Đế cảnh giới, nội tâm của ngươi như thế dơ bẩn, như thế hèn hạ vô sĩ lại thế nào có thể đạt tới thiên đế cảnh giới người coi như đạt được hỏa long kiếm, đời này cũng chỉ có thể biến thành minh giới nô lệ, nhục thân biến thành cái xác không hồn, linh hồn vĩnh viễn chấn minh nguyên phía dưới. Giang giật ngữ khí cũng không kịch liệt, bất quá chữ chữ châu ngọc, tựa như một cái lưỡi lê đem thanh đế nội tâm từng tầng từng tầng xé mở, một chút xíu giang giật thanh đế nhói nhói, thanh đế trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, bất quá nhãn thần lại là càng ngày càng lạnh. Trên người hắn khí thức không ngừng dâng lên, trong tay một cái trường đao màu xanh xuất hiện. Cây đao này tên là phá thiên đao, gần với hỏa long kiếm phía dưới, tại thiên hạ trí bảo bên trong xếp hạng thứ hai. Thanh đế có thể lấy ra phá thiên đao, cái này chứng minh giang giật đã thành công chọc giận hắn. Giang giật thân thể ngừng lại, trong tay hắn ngút sắc hỏa diễm cuồn cuộn xuất hiện, ngưng tụ một cái hỏa diễm thần thuẫn, đồng thời vận chuyển huyền hoàng chi lực, cường đại nhục thân, hỏa long kiếm bên trên quang mang lấp lánh. Hắn kiếm chỉ thanh đế nói, thanh đế, ngươi là tiền bối, đều sống mấy ngàn năm, một cái lão cốt đầu. Hôm nay ta và ngươi khai chiến, không muốn để cho người nói khi dễ ngươi cao tuổi, ta liền để ngươi mười chiêu, ra tay đi. Để cho ta mười chiêu, thanh đế trong mắt lần nữa hiện lên vẻ tức giận, trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn vừa rồi kém chút tựu thốt ra nói để giang giật mười chiêu, tiểu tử này quả nhiên xảo trá, nghĩ chính mình để hắn mười chiêu, lại ngược lại nói. Hừ, hắn đôi mắt nhất chuyển, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang hướng giang giật bay đi, cười lạnh nói tốt, bản đế trước hết xuất thủ, người có gan khác đừng, hoàn thủ. Suy suy, thanh đế khoảng cách giang giật ba ngàn trượng lúc thân thể đột nhiên một trận, phá thiên đao vạch phá bầu trời, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, hắn một chiêu này rất đơn giản, chỉ là thiên lực công kích thôi. Bất quá, thanh đế cỡ nào chiến lực, hắn coi như tiện tay một kích, cũng bá đạo tới cực điểm, một đạo to lớn tấm lụa gào thét mà đi tt tê tê, bốn phía không gian từng mảnh từng mảnh xé rách không gian chấn động không ngớt từng đạo mặc kim liệt thạch thanh âm vang lên tấm lụa vừa mới vẫn đang đếm ngàn trượng bên ngoài chớp mắt đã đến trước mắt không biết xấu hổ a à? Giang giật thầm mắng một tiếng thân thể hướng bên cạnh né tránh đáng tiếc thanh đế công kích quá nhanh tấm lụa quá lớn hắn căn bản tránh né không ra bên ngoài cơ thể hỏa diễm thần thuẫn trong nháy mắt nổ tung thân thể của hắn bị hung hăng đập bay ra ngoài cái này hỏa diễm chỉ là ngũ sắc hỏa diễm cũng không phải là hỏa chi nguyên lực phòng ngự quá yếu, không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh, thân thể của hắn bị đập bay, nhục thân tầng tầng bạo liệt, hắn thân thể này nhưng so sánh đao nô, cường hoành đến cực điểm, như yếu hơn nữa ta sợ không phải tầng tầng bạo liệt, mà là trực tiếp biến thành phấn vụn. Ông, hắn một cái tay bên trong thần thụ diệp quang mang lấp lánh, dùng tốc độ khủng khiếp chữa trị nhục thân. Kia tấm lụa không ngừng phá hư nhục thể của hắn, thần thụ diệp không ngừng chữa trị, Giang giật không thể không tiếp nhận lần lượt như tê liệt thống khổ, hắn chết cắn răng quả thực là không có kêu lên một tiếng đau đớn. Không tệ, còn có cửu chiêu, thanh đế như một đầu như du long vây quanh giang giật du tẩu, phá thiên đao vung vẩy, liên tục phóng xuất ra mấy đạo tấm lụa. Thanh đế tính cảnh giác phi thường cao, cũng không có tới gần giang giật, chỉ là xa xa công kích, bằng vào tốc độ của hắn cùng cường đại thiên lực công kích chuẩn bị mài chết giang giật. Móa, dựa vào, móa, giang giật lần lượt bị đánh trúng, tốc độ của hắn đối với thanh đế tới nói quá chậm quá chậm, căn bản tránh né không ra. Hắn chỉ có thể lần lượt tiếp nhận loại kia như tê liệt thống khổ, toàn thân ra thịt thịt xương lần lượt bị xé nứt, bị tạc hủy, giống như không phải thần thụ diệp không ngừng khôi phục, giờ phút này hắn đã sớm chết mấy lần. Ông, thanh đế căn bản không gần người giang giật vô kế khả thi, trong tay giới chỉ sáng lên, chỉ có thể đem thiên phượng đại đế phóng xuất, nếu không tiếp tục như vậy hắn sẽ bị thanh đế tươi sống mài chết. Phượng tự, làm thanh đế, hắn quát khẽ một tiếng, thiên phượng đại đế hóa thành một đạo lưu quang hướng thanh đế phóng đi. Chính hắn thì nhanh chóng chữa thương, chuẩn bị phối hợp thiên phượng đại đế liên thủ công kích. Yêu tộc, thanh đế khóe miệng lộ ra một tia hí ngược nụ cười, lạnh giọng mở miệng nói, giang giật, người rốt cục lộ ra một lá bài tẩy, bất quá chương này quá yếu, đem ngươi toàn bộ át chủ bài lộ ra tới đi. Chương 1919, người đao chi thân. Giang giật át chủ bài rất nhiều, không bằng hắn nhìn xem thanh đế cặp kia cơ trí con ngươi, không hiểu cảm giác có loại cảm giác bị thất bại. Thanh đế tựa hồ đem hết thảy đều khám phá, cảm giác hắn có thể trưởng khống hết thảy, giang giật tất cả mưu kế, tất cả át chủ bài đối với hắn mà nói đều là phù vân. Nhân tộc đệ nhất cường giả quả nhiên không phải dựa vào thổi phồng lên, giang giật rất nhanh cũng cảm thấy đây hết thảy đều là hợp lý, giống như nhân tộc đệ nhất cường giả là cái ngốc, là cái tầm thường phế vật, như vậy nhân tộc cũng đã sớm diệt phong. Hưu, thiên phượng đại đế hóa thành một đạo hồng quang hướng thanh đế bay đi, thời gian cấp bách, Giang Giật không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cơ hội không chờ người, thiên phượng đại đế như chém giết, lá bài tẩy của hắn liền sẽ thiếu một tấm, sở dĩ một trận chiến này có thể hay không thắng hắn đều phải toàn lực ứng phó. Hưu, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn, thân thể xẹt qua một cái đường cong hướng thanh đế bay đi chuẩn bị một kích toàn lực, không nói chém giết thanh đế, ít nhất cũng phải kích thương hắn, bằng không hắn căn bản trốn không trở về thiên yêu giới. Muốn đi thiên yêu giới, vậy chỉ có thể đi trước thiên hồng giới, Thanh đế đã tới địa giới, khẳng định lại có an bài, đoán chừng đi thiên giới truyền tống trận đều bị phong tỏa. Sở dĩ hắn liền là một đầu bị vây chết tại địa giới ngư, muốn đào tẩu chỉ có đánh bại kích thương thanh đế. Thanh đế rất kỳ quái, hắn nhìn xem thiên phượng đại đế bay tới, nhìn xem giang giật từ phía dưới cuốn hắn không hề động, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hai người tới gần, thậm chí phá thiên đao đều không có quán chú thiên lực. Ba ngàn trượng, ngàn trượng, năm trăm trượng, thiên phượng đại đế động trong mắt của hắn hai đạo ngân quang lóng lánh hắn vận dụng công kích linh hồn thiên phong nhất tộc công kích linh hồn không tệ bất quá thiên phượng đại đế cũng không cho rằng có thể ảnh hưởng thanh đế sở dĩ bàn tay của hắn biến thành lợi chảo phía trên ngân sắc quang mang lấp lánh hắn lợi chảo đột nhiên hướng phía trước một chảo lại để phía trước không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo hắn muốn đem thanh đế giam cầm tại nguyên chỗ hắn không cầu kích thương thanh đế chỉ cầu khả năng giúp đỡ giang giật tranh thủ một hơi thời gian vào thời khắc này thanh đế động không gian mặc dù kịch liệt vặn vẹo, tựa như một cái cự đại không gian vòng xoáy, nhưng thanh đế thân ảnh nhưng không có bất luận cái gì dao động, hắn phá thiên đao phát sáng lên, tiện tay hướng thiên phượng đại đế bên kia bổ ra một đao. Một đao kia không phải vừa rồi công kích giang giật phổ thông thiên lực công kích, tại một đao kia bổ ra về sau, thiên phượng đại đế bốn phía không gian thế mà cũng kịch liệt vặn vẹo. Mà lại không phải lung tung vặn vẹo, tựa như bốn phía không gian hướng thiên phượng đại đế chân áp mà đến, đem thiên phượng đại đế đè ép ở giữa. Cường đại không gian chi lực chấn áp phía dưới thiên phượng đại đế triệt để không động được, chỉ có thể nhìn thấy cái kia thanh không ngừng biến lớn giải ra đao tại trong con mắt biến lớn. Tốt, giang giật các loại liền là thanh đế xuất thủ, muốn liền là trong chấp nhoáng này cơ hội. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, hỏa long kiếm quang mang lấp lánh đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm, mấy đầu hỏa long gào thét mà ra, hướng thanh đế bay đi. Suy suy, mấy đầu hỏa long ở giữa không trung lộn xộn, cuối cùng biến thành một đầu hỏa long, đầu này hỏa long không phải ban đầu loại kia hỏa long, mà là một đầu sống hỏa long, si hồng ra. Ngao, si hồng gào thét một tiếng, hắn thân thể đột nhiên ở giữa không trung phân liệt, biến thành mấy vạn đầu tiểu hỏa long. Những này tiểu hỏa long như một sợi roi hướng thanh đế trói buộc mà đi, hắn chuẩn bị đem thanh đế cho trói buộc, đồng thời công kích linh hồn của hắn cùng nhục thân, để giang giật dùng hỏa chi nguyên công kích thanh đế, kích thương thanh đế. Hắn chiêu này là bảo mệnh thần thông, lần thứ nhất đối phó minh cổ liền là dùng một chiêu này. Bất quá phóng thích một chiêu này sau hắn hội nguyên khí đại thương, nhất định phải hấp thu đại lượng hỏa chi nguyên mới có thể khôi phục nguyên khí, giang giật trên người có hỏa chi nguyên, sở dĩ si hồng cũng không sợ nguyên khí đại thương. Hỏa long hồn si hồng, thanh đế nhàn nhạt tiếng cười vang lên, giang giật, đây là người tấm thứ hai át chủ bài A còn có đây này cùng một chỗ lộ ra tới đi. Lộp bộp, giang giật nội tâm thầm kêu không ổn, thanh đế giờ phút này đã bị si hồng cho cuốn lấy, hắn thế mà nửa điểm không có kinh hoàng còn có tâm tư nói chuyện, điều này nói rõ hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, Giang Giật đã không có đường lui. Hắn thân thể bắn tới, trên người hỏa chi nguyên 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 không ngừng đánh ra, một bên tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hỏa diễm thần thuẫn, một bên đột nhiên hướng thanh đế vỗ tới, đem thanh đế toàn thân bao phủ tại hỏa chi nguyên bên trong. Hỏa chi nguyên rất bá đạo, si hồng còn thả ra bảo mệnh thần thông, những cái kia tiểu hỏa long tại thanh đế trong thân thể tiến vào chui ra, công kích thanh đế thân thể cùng linh hồn. Nhưng hỏa chi nguyên năng không thể bỏng thanh đế, giang giật không có nửa điểm nắm chắc, hắn toàn bộ thủ đoạn đều vận dụng, có được hay không tự xem lần này. Xuy suy đầy trời hỏa chi nguyên gào thét mà đi, thoáng cái bao phủ thanh đế, tiếp lấy phát sinh để giang giật thang mục kết thiệt một màn. Thanh đế không biết bị si hồng trói buộc, vẫn là duyên cớ gì, thế mà không có bất kỳ cái gì cử động, đơn giản tự bị hỏa chi nguyên cho bao phủ đi vào. Sau đó, toàn thân hắn thế mà giấy lên hừng hực liệt hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Thiêu chết, Giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngẫu nhiên suy nghĩ lập tức biến mất, thanh đế như thế đơn giản như vậy tự bị thiêu chết, nhân tộc đã sớm hủy diệt. Chỉ là thanh đế nhục thân bị hủy diệt, đây là chưa mắt sự thật a. À. Thân thể của hắn biến thành cho bụi, cái kia thanh phá thiên đao đều không bị khống chế bay thẳng đi ra. Mà lại giang giật thần thức một lần lại một lần đảo qua, cũng không có phát hiện bốn phía không gian có bất kỳ ba động thanh đế luôn không khả năng theo bốc hơi khỏi nhân gian đi muốn thuấn gì cũng phải có không gian ba động không phải hưu phá thiên đao tiếp tục bay đi hung hăng bổ trúng thiên phong đại đế một chiêu tương thiên phong đại đế nửa người cho bổ xuống có lẽ là bởi vì thanh đế nhục thân bị hủy đao này có chút trách đi thoáng cái không có bổ trúng thiên phong đại đế đầu nếu không giờ phút này thiên phong đại đế cũng không phải là trọng thương mà là thần hồn đều nứt ầm um, Thiên phong đại đế bốn phía không gian chấn áp biến mất, hắn nửa người bị tạc bay ra ngoài, bên trái sóng vai nửa người bị sống sờ sờ bổ xuống, thiên phong đại đế cuồng phún mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Xuy suy mấy vạn đầu tiểu hỏa long ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long, si hồng cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong đều là suy yếu, hắn nhìn chằm chằm xa xa bên kia phá thiên đao, khe khẽ thở dài nói, quả nhiên lợi hại, thanh đế, không nghĩ tới người thế mà tu luyện thành người đao chi thân, cửu dương thiên đế phía dưới đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền A. Ha ha ha, cái kia thanh phá thiên đao lơ lửng giữa không chung, bên trong truyền đến một đạo tiếng cười to, hỏa chi nguyên giang giật, đây là người cuối cùng một lá bài tẩy A không hổ là thiên đế truyền nhân, liền hỏa chi nguyên đều có thể hấp thu. Bất quá bản đế đã sớm luyện chế thành người đao chi thân, phá thiên đao không hủy thần hồn bất diệt, trên thế giới này có thể hủy đi phá thiên đao chỉ có hoàn chỉnh thiên đế thần binh, sở dĩ. Người vĩnh viễn không thể nào giết chết ta, ông phá thiên trên đao từng đạo khí lưu màu xanh lưu chuyển, thanh đế thân thể lần nữa trọng sóc, thế mà cùng trước kia giống nhau như đúc, là sống sờ sờ người, mà không phải hư ảnh. Hắn nhìn qua hư nhược si hồng, cười nhạt một tiếng nói, giang giật, ngươi còn có cái gì át chủ bài nếu như không có, bản đế chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, hỏa long kiếm tại trên người của ta, tuyệt đối sẽ không mai một nó, ta cũng nhất định dẫn đầu nhân tộc trấn áp minh tộc, khôi phục năm đó nhân tộc chi vinh quang. Phá, thanh đế thân thể biến mất giữa không trung tiếp lấy phá thiên đao hóa thành một đạo thanh quang xé rách thương khung đối giang giật chém bổ xuống đầu một đao kia cùng vừa rồi bổ thiên phượng đại đế một đao lại không giống một đao kia bên trong ẩn chứa chín loại ý vị dung hợp chín loại khác biệt áo nghĩa một đao kia ra toàn bộ thế giới đều biến mất giang giật cùng si hồng trong mắt chỉ còn lại kia một cái phá thiên mà đến không gì không phá có thể xé rách hết thảy bảo đao thanh đế thả ra tối cường một chiêu giang giật hắn tất sát không thể nghi ngờ cắt cắt chương 1920, lòng lang giả thú. Muốn đạt tới phong đế cấp, vậy cần dung hợp 7 loại áo nghĩa. Có thể dung hợp 7 loại bản nguyên áo nghĩa, lực công kích tựu phi thường hung tàn, thanh đế lại dung hợp 9 loại, hơn nữa còn đã luyện thành người đao chi thân. Người liền là đao, đao liền là người, người có thể mượn đao thế, đao có thể cho người mượn uy, một chiêu này có bao nhiêu hung tàn, giang giật đều không thể tưởng tượng. Giờ khắc này giang giật cảm giác một đao kia thậm chí có thể chém nát một thế giới nhỏ mặt, có thể phá toái tinh thần, có thể để nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều biến mất, giang giật trong mắt chỉ dưới một đao kia, không phải để nhật nguyệt vô quang là cái gì. Tránh không xong, gánh không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Đây chính là giang giật cảm giác, mặc dù hắn bên ngoài cơ thể có hỏa chi nguyên thần lá chắn, nhưng ở dưới một đao này căn bản ngăn không được một hơi thời gian. Giang giật nội tâm khe khẽ thở dài, không có đi giấy ruộng cùng phản kháng, lực lượng quá không ngang hàng, nhân tộc đệ nhất cường giả quả nhiên mạnh ngoại hạng. A à, không đúng, Giang giật đột nhiên linh hồn khẽ giật mình, hắn bản năng nhìn thoáng qua si hồng, phát hiện cái kia song hư nhược một loại nào đó cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn bình tĩnh đáng sợ. Si hồng đã hoàn toàn công nhận hắn, ban đầu 10 năm ba chiêu ước hẹn đã không còn giá trị rồi, si hồng không sai biệt lắm nhận hắn là chủ. Giống như hắn bị giết, si hồng khẳng định thất lạc, khẳng định biết phẫn nộ, thậm chí phát điên, nhưng si hồng không có, trong con người đều là bình tĩnh, còn mang theo một chút nhàn nhạt đùa cợt. Không đúng, bên kia thanh đế cũng cảm thấy, si hồng thần sắc quá bình tĩnh, cái này rất không bình thường. Thần trí của hắn một lần lại một lần đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì, đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển, cuối cùng cắn răng quyết định đánh xuống một đao kia, giang giật phải chết, hỏa long kiếm chỉ có thể là hắn. Suy suy, si hồng động, không bằng hắn cũng không có công kích, hắn nguyên khí đại thương cũng vô pháp công kích, hắn chui vào hỏa long kiếm bên trong, hỏa long kiếm quang mang lưu chuyển lấp lánh không ngớt một cỗ bảng bạc khí thức theo trong kiếm lan tràn ra tranh một đạo chấn thiên kiếm tiếng kêu vang lên tiếp lấy hỏa long kiếm thế mà tự động biến lớn dài ra sau đó thoát ly giang giật tay bắn vào hư không bên trên trên thân kiếm tản mát ra vạn trượng hồng quang mang theo phong lôi chi thế dẫn phát kinh thiên tiếng giết đối phá thiên đao trùng điệp bổ tới ách giang giật ngay từ đầu tưởng rằng si hồng khống chế hỏa long kiếm cùng phá thiên đao chống lại nhưng ở hỏa long kiếm khí tức phát ra về sau hắn cảm giác không đúng. Lần này hỏa long kiếm tán phát khí tức so với lần trước tại thiên yêu giới mạnh mẽ rất rất nhiều, ít nhất cường đại gấp trăm lần, si hồng giống như có thể khống chế hỏa long kiếm trở nên mạnh như vậy, lần trước đều có thể chém giết minh cổ. Hưu, một đao một kiếm tốc độ quá nhanh, giang giật đều thấy không rõ, chỉ thấy một đạo thanh quang cùng một đạo hồng quang đụng thẳng vào nhau, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, đụng nhau không gian từng mảnh từng mảnh xé rách, xuất hiện một cái cự đại không gian lỗ thủng bốn phương tám hướng vết nứt không gian lan tràn mà đi, kinh khủng không gian chấn động đợt đem giang giật cấp hiên phi ra ngoài. Phốc, giang giật hỏa chi nguyên thần lá chắn bị đánh vỡ, hắn trong miệng tiên huyết cuồng phún, nhưng đôi mắt lại sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ngạo nghễ trên hư không cái kia thanh bá khí hoa lệ cử kiếm. Hỏa Long kiếm cùng phá thiên đao đụng nhau thoáng cái, thế mà thoáng cái đem phá thiên đao cho đập bay. Giống như phá thiên đao chỉ là phổ thông một cây đao, cái này không kỳ quái, nhưng phá thiên đao thế nhưng là thiên hạ đệ nhị bảo vật trọng yếu nhất phá thiên đao giờ phút này cũng không phải là một cây đao mà là thanh đế hóa thân thanh đế nhân đao hợp nhất thả ra công kích mạnh nhất lại bị hỏa long kiếm một chiêu đập bay làm sao có thể thanh đế đầy mắt không dám tin hắn đưa tay bắt lấy bay ngược tới phá thiên đao mở to hai mắt nhìn qua giữa không trung thanh kiếm kia hắn nhìn qua cái kia thanh thân ở không gian lỗ thủng bên trong nhưng không có bởi vì không gian chấn động mà lay động nửa phần bên kia kiếm cảm giác là buồn cười như vậy hỏa long kiếm là cường đại nhưng cũng phải nhìn người nào dùng không phải giống như một cái nho nhỏ gian giật khống chế hỏa long kiếm liền có thể đánh bại hắn năm đó cửu dương thiên đế cũng sẽ không bị minh đế giết chết không nghĩ ra sao một đạo bình thản thanh âm già nua đột ngột theo hỏa long kiếm bên trong truyền đến thanh đế hổ khu run lên bởi vì cái này thanh âm vô cùng lạ lẫm toàn bộ hồng mông thế giới cường giả hắn gần như đều biết thanh âm này lại nghe cũng không nghe đến quả nhiên là hắn Giang giật nghe được thanh âm này về sau, đôi mắt lộ ra quả là thế biểu lộ, hắn thật sâu khom người xuống làm lễ, một câu chưa hề nói, trong miệng có chút thở ra một hơi, hôm nay từ cục này xem như triệt để phá đi. Người gọi thanh nghe A à là thanh dương thu dưỡng đồ đệ. Hỏa long kiếm bên trong lần nữa truyền đến một thanh âm, thanh đế đều uy mắt kịch liệt co rụt lại, sau đó kinh hô lên, thiên đế, ngài, ngài tàn hồn còn tại. Vừa rồi một chiêu kia là hắn công kích mạnh nhất, thế giới này có thể chống đỡ được không cao hơn 5 người, có thể ngược lại đem hắn phá thiên đao đánh bay chỉ có hai người minh đế cùng cửu dương thiên đế mà có thể gọi ra sư phụ hắn đời trước thanh đế bản danh chỉ có cửu dương thiên đế suy suy hỏa long kiếm bên trong từng đạo khí lưu màu đỏ lưu chuyển cuối cùng ngưng tụ thành một cái phi thường phổ thông tiểu lão đầu lão giả này giá người cũng không vĩ ngạn tướng mạo cũng không kỳ lạ hắn làm người khác chú ý nhất liền là đôi tròng mắt kia cái này trong con ngươi lóe ra cơ chí nhân ái thương xót thân mật nhìn xem loại này con ngươi thanh đế không hiểu đều cảm giác xấu hổ. Thanh đế trầm mặc một chút, vẫn là cong xuống tôn quý đầu lâu, bái xuống dưới, thanh nghê tham kiến thiên đế, gia sư chính là thanh dương. Thanh dương là đời trước thanh đế, bất quá khi đó gọi xanh hoàng, là cửu dương thiên đế tỏa hạ tứ đại tướng một trong. Mặc dù cửu dương thiên đế chỉ là tàn hồn, có lẽ chiến lực cũng sẽ không quá mạnh, hồn lực còn thừa không có mấy, nhưng thanh đế cũng không dám lên một tia chiến ý, lại không dám nổi sát tâm bởi vì hắn là cửu dương thiên đế, là thanh đế sư phụ chủ tử, là toàn bộ hồng mông thế giới đã từng người mạnh nhất, trí cao vô thượng tồn tại. Lần nữa nhìn thấy cái này tiểu lão đầu, giang giật ánh mắt rất là phức tạp, rất cảm thấy thổn thức. Hắn đã từng lấy vì cái này tiểu lão đầu chỉ là thượng giới cường giả, đằng sau cho là hắn là thiên giới chưa hầu một phương bá chủ, lại không nghĩ rằng người này lại là nhân tộc trí tôn chúa tể. Lòng có thiên ngôn vạn ngữ, giang giật cũng không nói gì, chỉ là lần nữa thật sâu cong xuống, hành lễ nói giang giật tham kiến thiên đế tiểu tử chúng ta lại gặp mặt bất quá mỗi lần gặp mặt giống như đều là ngươi cũng bị người diệt a à. cửu dương thiên đế quay đầu nhìn giang giật một chút khóe miệng mang theo hí ngược chi sắc nói ra năm năm trôi qua tiểu tử ngươi thực lực làm sao trưởng thành chậm như vậy mất đi bản đế mặt a à. giang giật nhếch miệng không dám mạnh miệng chỉ có thể chắp tay nói ra giang giật vô năng thẹn với thiên đế cửu dương thiên đế nhìn giang giật một chút tiếp theo quay đầu nhìn qua thanh đế khu tay nói, thanh nghe, ngươi trở về đi. Thanh kiếm này không thuộc về ngươi, ngươi coi như cầm cũng không dùng đến. Trở về, thanh đế trên mặt xuất hiện một vòng ngạc nhiên, nguyên bản hắn coi là cửu dương thiên đế sẽ giết hắn, hoặc là để hắn thần phục giang giật, phụ tá giang giật nhất thống thiên hạ, cộng đồng đối kháng minh tộc. Lại không nghĩ rằng cửu dương thiên đế không nói gì, cái gì đều không có ngồi, chỉ là để hắn rời đi. Hắn giết không được ta hắn là tàn hồn không có cái này lực lượng. Thanh đế trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sâu trong linh hồn dâng lên một tia sát cơ, nếu không đem cửu dương thiên đế tàn hồn đánh sơ xác đem giang giật giết. Giang giật là thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế tàn hồn không có tán, chỉ cần giang giật đăng cao nhất hô, cửu dương thiên đế hiển lộ chân thân, toàn bộ nhân tộc sẽ trong nháy mắt nhất thống. Giang giật cũng sẽ thành mới nhân tộc chi chủ, hắn đời này đem chỉ có thể thần phục tại giang giật dưới cờ. Cuối cùng thanh đế vẫn là không dám làm loạn, cửu dương thiên đế uy danh quá thịnh, Hắn đối Cửu Dương Thiên Đế là e ngại đến trong khung, hắn lần nữa khom người sau không nói gì, nhẹ lướt đi. Cửu Dương Thiên Đế đưa mắt nhìn Thanh Đế rời đi, khẽ lắc đầu thở dài nói, có hắn sư tất có danh đồ, sư đồ hai người đều là lòng lang dạ thú a. Giang giật, như về sau người có năng lực giết người này, tuyệt đối không muốn nương tay, năm đó ta liền là quá mềm lòng. Chương 1921 đã từng tới. Thanh Đế đi, Cửu Dương Thiên Đế tỉnh lại, thành công phá một cái tình thế chắc chắn phải chết mà lại có cửu dương thiên đế chân áp chắc hẳn thời gian ngắn thanh đế cũng không dám tìm phiền phức thậm chí giang giật đều có thể tại thiên hồng giới quang minh chính đại tới lui tự nhiên cửu dương thiên đế lực uy hiếp quá lớn giang giật như đăng cao nhất hô các đại thế lực nhẹ nhõm có thể thu khép cửu dương thiên đế lộ diện một cái bất kỳ cái gì thế lực đều phải thần phục đây chính là thiên đế chi uy bất quá giang giật không có khả năng làm như vậy làm như vậy hắn sẽ càng chóng chết cửu dương thiên đế để thanh đế rời đi Giang giật từ bên trong này cảm nhận được có cái gì không đúng, liên tưởng đến cửu dương thiên đế lần trước động thủ diệt sát một cái minh tướng, kiến tạo một cái đại trận đều muốn ngủ say 5 năm, hắn có thể tưởng tượng đạt được cửu dương thiên đế trên người hồn lực quá yếu quá yếu, có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Quả nhiên, cửu dương thiên đế nhìn Giang giật một chút, tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, hắn đắng chát cười nói, tiểu tử, người tận tìm một cái an toàn địa phương đi. Bản đế hồn lực quá yếu, chứ để cho thanh nghe bị cắn ngược lại một cái, Đến lúc đó bản đế cũng không giữ được ngươi. Bản đế hồn lực nhiều nhất trèo chống mấy năm, giống như động thủ, nhiều nhất lại động thủ một lần. Cửu Dương Thiên Đế hư ảnh biến mất tại Hỏa Long kiếm bên trên, Giang giật kinh ngạc đứng một hồi, bay đi thu hồi Hỏa Long kiếm, giúp Thiên Phượng Đại Đế chữa thương một trận ném vào Thiên Hàn Châu bên trong hướng Đãng Ma Quân doanh bay đi. Nơi này cách Khai Đãng Ma cốc không xa lắm, chỉ là trong chốc lát Giang giật tựu bay trở về. Đãng Ma cốc bên trong một mảnh yên tĩnh, thanh đế thế mà không có từ truyền tống trận đi đều chưa có trở về đáng ma cốc, đáng ma cốc bên trong một đám người nhìn thấy Giang giật trở về, toàn bộ trợn tròn mắt. Thiên hồng giới đệ nhất nhân, thanh đế chi uy thiên hạ anh hào nghe ngóng tán đảm, tại Long thiên vương bọn người trong lòng thanh đế muốn giết chết Giang giật cùng bóp chết một cái kiến tộc đơn giản. Lại không nghĩ rằng Giang giật thế mà trở về, mà lại một chút việc đều không có, ngược lại. Thanh đế không thấy, đi, Giang giật không có giải thích, vẫy vẫy tay, kha lộng ảnh vân băng phượng nghe câu Trần Vương lập tức bay vụt mà đến, Giang giật truyền âm nói, quay lại cùng các ngươi giải thích, rời đi trước đi. Kha lộng ảnh cùng Long Thiên Vương truyền âm hai câu, bị Giang giật thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Giang giật đi vào truyền tống trận, bất quá nhưng không có truyền tống đi hỗn độn hải, mà là truyền tống đi thánh linh giới. Hắn đối với Y Gia không có quá nhiều hảo cảm, thậm chí một lần muốn giết tới thánh linh sơn. Bất quá Y phiêu phiêu nhận nhau, Mị ảnh vương cũng nhiều lần xuất thủ muốn cứu hắn, hắn cũng quên đi trước đó thù hận. Người ở bên ngoài xem ra, mị ảnh tộc là nhà mẹ đẻ của hắn, giống như đao ra phát rồi, mị ảnh tộc lúc nào cũng có thể bị diệt, sở dĩ hắn muốn mang đi một chút hạt giống. Hưu, hắn vừa xuất hiện truyền tống đi thiên mị thành về sau, lập tức hướng thánh linh sơn bay đi, hoàn toàn không để ý thành nội bắn ra cường giả. Không đợi hắn đến thánh linh sơn, y đồ mang theo mị ảnh tộc một đám cường giả bay tới. Giang giật, y đồ nhìn thấy giang giật có chút kích động, bờ môi động mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì giang giật không có thời gian cùng hắn nói nhảm trầm giọng nói ra triệu tập một chút tinh anh con em ta muốn dẫn đi ta giúp các người y gia lưu một đầu đường lui đường lui y đồ cùng một đám y gia trưởng lão liếc nhau mặt mũi tràn đầy động dung y đồ khẩn trương hỏi giang giật cục diện hư hỏng như vậy chẳng lẽ có siêu cấp gia tộc muốn đối phó chúng ta y ra này cũng sẽ không giang giật thuận miệng giải thích nói chỉ cần ta sống một ngày tựu không ai dám động các ngươi bất quá lưu lại một chút hỏa chủng luôn luôn tốt các ngươi y ra con em đi theo ta, sẽ không ủy khuất bọn hắn, y đồ không phải ngươi cũng đi theo ta đi. Cái này, y đồ có chút trần chờ bất định, giang giật giới chỉ sáng lên đem y phiêu phiêu tung ra ngoài, y đồ lập tức đại hỉ kinh hô lên tiểu muội Giang giật cùng y phiêu phiêu truyền âm một trận, cái sau mở miệng nói, đại ca, nhanh đi an bài đi, nghe tiểu giật không sai, nhi tử ta sẽ còn hại các ngươi không thành không phải xem ta mặt mũi, hắn sẽ đến cái này. Đúng đúng đúng, y đồ triệt để không dám trần chờ Vội vàng để cho người ta an bài, thậm chí còn đem y bất hối gọi tới, để hắn dẫn đội đi theo giang giật đi. Giang giật tiểu cô, y gia đệ nhất công tử y bất hối nhìn xem giang giật tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt, đầy mắt phức tạp. Đã từng tỉnh tỉnh mê mê sông sáo địa giới thiếu niên, đã từng bị hắn xem thường tiểu giã trùng, chỉ là mấy năm không thấy lại phát triển đến hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Đi, y đồ điều tập hơn một ngàn y gia con em, giang giật thu vào sau lập tức chuẩn bị rời đi hắn còn muốn đi một chuyến thiên hàn giới, giúp kỳ gia lưu một chút hỏa trùng. Giang giật, y đồ dẫn một đám người đưa Giang giật đi truyền tống trận, tại mở ra trước đó hắn cắn răng truyền âm hỏi, người biết phụ vương bọn hắn ở đâu sao? Không biết, Giang giật lắc đầu, sau đó rất kiên định nói ra, bất quá người yên tâm, ta hội tận lực lượng lớn nhất đem bọn nó cứu trở về. Được, y đồ đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, chờ Giang giật cùng y phiêu phiêu thân ảnh biến mất tại truyền tống trận về sau, mới mặt mũi tràn đầy thổn thức nhìn qua y ra một cái trưởng lão cảm khái nói, chúng ta y ra cùng giang giật vận mệnh buộc cùng nhau, hắn mà chết, chúng ta y ra cũng vong. Hắn nếu có một ngày có thể vấn đỉnh thiên hạ, chúng ta y ra cũng có thể vinh quang vạn năm, ta tin tưởng. Là cái sau, giang giật truyền tống đi thiên hàn giới, nguyên bản hắn coi là muốn phí một phen chắc trở. Lại không nghĩ rằng kỳ gia gia chủ, kỳ thanh trần thúc phụ không có nửa điểm trần chờ lập tức an bài gia tộc một vài đệ tử đi theo giang giật đi tại giang giật nghi hoặc không hiểu thời điểm kỳ thanh trần thúc phụ khẽ mỉm cười nói giang giật ta đại ca phi thường coi trọng ngươi thanh trần đối ngươi mối tình thắm thiết ta kinh nể nhất đại ca ánh mắt thích nhất thanh trần cái này tiểu chất nữ sở dĩ ngươi người này đáng giá tín nhiệm ta chỉ là hy vọng ngươi chớ cô phụ thanh trần đứa nhỏ này giang giật không có cho hứa hẹn chỉ là khẽ vuốt cằm dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ hắn lần nữa lên đường lần này đi hỗn độn hải quả nhiên hỗn độn hải truyền tống trận mở ra Giang giật nhẹ nhõm truyền tống đi không linh đảo. Hắn rất điệu thấp dùng linh nguyễn thuật biến ảo ngoại hình, kiêm 10 cái phong vương cấp không có làm khó hắn, hắn nhẹ nhõm truyền tống đi Cửu Dương Thành. Đến Cửu Dương Thành về sau, Giang giật thần thức trước tiên hướng thành nội quét tới, si hồng truyền âm rất nhanh vang lên, thanh đế không có trong thành. Tốt, Giang giật triệt để yên tâm lại, đến thiên hồng giới hắn tùy thời có thể dùng rời đi. Hắn cũng không vội, tìm một khách sạn đem vân băng cùng kha lộng ảnh phóng ra. Hai vị ta lập tức muốn rời khỏi thiên hồng giới đi một cái ẩn nấp địa phương tiềm tu giang giật nhìn qua hai người chân thành nói ra ta có thể một đoạn thời gian sẽ không ra đến ta cần tu luyện một đoạn thời gian thực lực của ta còn chưa đủ hai vị là cùng ta đi vẫn là lưu lại đâu vân băng mặt có chút đỏ trầm ngâm thật lâu cắn răng nói giang giật bản tướng quân tự không theo ngươi đi ngươi hảo hảo tu luyện bản tướng quân tại cửu dương thành chờ ngươi trở về đến lúc đó giết đến thanh đế minh tộc không chừa mảnh giáp vân băng trong lòng là có chút nhớ nhung đi theo giang giật bất quá dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư nàng không có khả năng quá không căng thẳng cứ như vậy đi theo giang giật đi vô danh không có phân nàng không sợ mất mặt vân thiên vương gánh không nổi cái mặt này kha lộng ảnh ánh mắt lộ ra một tia thống khổ nàng không còn sống lâu nữa thân thể lúc nào cũng có thể tự bạo giang giật chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về có lẽ cái này một biệt tướng là vĩnh biệt nhưng nàng có thể làm sao nàng đời này là không thể nào cùng nam nhân cùng một chỗ, không thích, nàng sẽ không làm oan chính mình, thích, nàng không thể hại chính mình âu yếm nam nhân. Nàng chỉ có thể mỉm cười, truyền âm nói, giang giật, ngươi đi đi, lộng ảnh chờ ngươi vương giả trở về kia một ngày. Giống như lộng ảnh kia một ngày không có ở đây, xin vì trên mộ ta đốt một nén nhang, mời ngươi nhớ kỹ ngươi nhân sinh bên trong có cái gọi kha lộng ảnh nữ tử đã từng tới. Trường 1922, làm hại nhân gian. Giang giật đi, hắn không có đi xem vân băng kia lưu luyến không rời ánh mắt cũng không có đi hỏi nhiều kha lộng ảnh tại sao lại nói cho nàng mộ phần bên trên đốt một nén nhang hắn biết rõ hai nữ tử này đối với hắn đều hữu tình hắn đối với hai nữ tử này cũng rất thưởng thức không bằng hắn một mực đóng băng lòng của mình sở dĩ chưa hề động đậy tình giờ phút này cũng không dám động tình bởi vì hắn gánh vác trách nhiệm quá kiên quyết địch nhân của hắn quá cường đại hắn cấp không nổi hai người tương lai không cho được các nàng hạnh phúc sở dĩ hắn lựa chọn coi thường tình cảm của hai người, để cho hai người đoạn mất đối với hắn tưởng niệm. Dạng này rất vô tình, làm người rất đau đớn, nhưng đây là lựa chọn chính xác nhất. Hắn thiếu tình nợ quá nhiều nhiều lắm, đời này có thể có được y thiền tô như tuyết các nàng, hắn đã vừa lòng thỏa ý, làm sao có thể quá nghiêm khắc quá nhiều đâu. Hắn mang theo các đại gia tộc tinh anh con em, nửa khắc không thể chậm trễ, tại kha lộng ảnh trợ giúp phía dưới, truyền tống đi hư không bên ngoài. Sau đó để si hồng dò xét, xác định thanh đế không có truy tung về sau, trực tiếp hướng thiên yêu giới bay đi. Có hỏa chi nguyên tùy thời bổ sung năng lượng, si hồng mặc dù vận dụng bảo mệnh thần thông nguyên khí đại thương, nhưng không có mê man đi qua, mà lại không ngừng hấp thu hỏa chi nguyên, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tiến vào độc ma tử địa, xông vào ở giữa vực sâu, nhảy xuống không gian vòng xoáy. Giang giật lần nữa tiến vào thiên yêu giới, cho tới giờ khắc này hắn mới như chút được gánh nặng. Thiên yêu giới quá ẩn nấp, không phải bốn vị đại đế ai cũng không dám tiến vào độc ma tử địa, coi như bốn vị đại đế lại thế nào dám mạo hiểm tiến vào trong vực sâu không gian vòng xoáy. Hưu, hắn nhanh chóng hướng Long Cốc bay đi, hao tốn tiểu nửa ngày đã tới Long Cốc. Bạo Long Vương bọn người sớm đã bị kinh động đến, còn lại hai vị đại đế mang theo Bạo Long Vương hạn bạt vương ly hương nhi bọn người ở tại Long Cốc bên ngoài nghinh đón. Tham kiến đại nhân, sở hữu hưu tộc nhìn thấy giang giật sau lập tức một gối quỳ xuống hành lễ, ly hương nhi nét mặt tươi cười như hoa, mặt mày bên trong đều là mừng rỡ. Bất quá tại giang giật trong tay thiên hàn châu liên tục không ngừng truyền tống ra từng bầy người về sau, ly hương nhi nụ cười im bặt mà dừng. Nàng nhìn thấy mấy cái mỹ nhân tuyệt thế, mà những người này sau khi ra ngoài trước tiên tìm giang giật, nhìn thấy hắn sau lập tức yên tâm lại lộ ra ngọt ngào nụ cười, theo những người này ánh mắt bên trong ly hương nhi cảm thấy một tia không đúng. Giang giật đi ra một chuyến, mang về mấy cái mỹ nhân tuyệt thế, còn có mấy ngàn nhân tộc, yêu tộc hai vị đại đế cùng bạo long vương trong mắt bọn họ đều mang tới một tia lo lắng. Giang giật có thể hay không đem thiên yêu giới cho chiếm đoạt hắn lần này có thể mang mấy ngàn người vào đây, lần sau cũng có thể mang mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy chục vạn người. Có giang giật nâng đỡ nhân tộc tại thiên yêu giới sinh sôi phát triển sẽ rất nhanh, đến lúc đó thiên yêu giới rất nhanh lại biến thành thiên nhân giới, yêu tộc cũng sẽ biến thành nhân tộc nô lệ. Giang giật nhìn ra bạo long vương sự lo lắng của bọn họ, ánh mắt của hắn quét qua một đám yêu tộc đại lão nói, các ngươi yên tâm, thiên yêu giới là các ngươi. Ta người chỉ là ở tạm, chúng ta tuyệt đối không muốn bất luận cái gì địa bàn. Đại nhân nói quá lời, hỏa hồ đại đế thần nghe đại đế vội vàng không người, bạo long vương hạn bạt vương mấy người cũng liên tục khoát tay nói, đại nhân, chúng ta không phải ý tứ này, đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tốt, bạo long vương, trước hết để cho bọn hắn an trí tại trong long cốc đi. Giang giật vẫy tay một cái, mang theo sở hữu nhân tộc hướng trong long cốc đi đến, chiến vô song tiểu ưng vương bọn người lướt nhau, nuốt mấy cái nước bọt. Giang giật thế mà mang theo bọn hắn đi tới yêu tộc địa bàn xem tình huống giang giật tại yêu tộc địa vị phi thường cao hai cái phong đế cấp yêu tộc đều muốn nghe hắn lại thêm thiên phượng đại đế, mọi người càng thêm cảm giác được ngạc nhiên, chẳng lẽ giang giật ở chỗ này là lão đại. Tại thiên yêu giới giang giật tự nhiên là lão đại, hắn phi thường bá khí đi tại phía trước nhất, hai vị yêu tộc đại đế cũng không dám cùng hắn song song chạm. Tiến vào long cốc sau từng bầy bạo long tộc nhìn thấy giang giật sau nhao nhao quỳ xuống, sợ hãi cung kính tới cực điểm. Phượng nghe,